một cái người có tà kiến ấy, nó có, nó là một cái, nó là một cái tâm bất thiện, mà nó sẽ để lại một cái nghiệp bất thiện, và nó sẽ có tội của cái nghiệp đấy, nó có tội nặng và tội nhẹ. Cái người mà có đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp, nhưng tâm có cái lòng tham hưởng thụ sức nặng ấy. Ở đây bây giờ là cái người mà người ta có cái niềm tin rằng là ồ, có kiếp sau, có cái kiếp quá khứ, có cái kiếp tương lai, tức là mình có, mình có cái niềm tin là có kiếp trước, có kiếp sau, mình tin rằng là có cái nghiệp thiện, nó sẽ có cái quả báo của cái nghiệp thiện, cái nghiệp ác nó có quả báo của cái nghiệp ác, có nghĩa là mình tạo một cái nghiệp thiện thì mình sẽ được hưởng phước, mình tạo nghiệp bất thiện mình sẽ bị chịu khổ đau. Thế cái người mà có niềm tin như vậy thì có dám làm những cái việc ác không? Có dám làm việc bất thiện không? Không dám làm việc bất thiện. Nếu mà mình mà có cái niềm tin rằng là nếu làm việc bất thiện thì sẽ phải chịu khổ đau, làm việc ác sẽ phải chịu khổ đau, làm việc thiện thì sẽ được hưởng cái phước báo an vui, thì cái người đấy sẽ không dám làm việc ác nữa. Và cái người đấy có tích cực làm việc thiện không? Có tích cực làm việc thiện, người đó sẽ có tích cực làm việc thiện. Người đó khi mà làm việc thiện thì sẽ được hưởng cái phước, sẽ được hưởng cái phước đấy. Nhưng mà bây giờ mình mà có cái phước là mình có nhiều tài sản, mình có thích không? Có thích ha. Bây giờ mình có phước mà được sống lâu, sắc đẹp, được an vui, được sức khỏe, được trí tuệ, thì những cái đấy là mình sẽ có thích thú. Và khi mà mình nhờ hưởng phước thì mình sẽ có cái chấp trước, đó là ta hưởng sự an lạc, sự an lạc trong ta, ta đang sống trong sự an lạc. Khi mà mình vui thì mình sẽ thấy ta đang hưởng cái niềm vui này, cái niềm vui này có ở trong ta, ta đang sống trong cái niềm vui, mình sống trong niềm vui có thích không? Mình sẽ say sưa thích thú với cái niềm vui đấy. Thích thú với niềm vui thì bây giờ bảo mình là bây giờ có cái con đường giải thoát khổ đau sinh tử, có là vào niết bàn chấm dứt khổ đau, hưởng cái niềm vui, thì cái người đấy sẽ không có cái tâm hướng thượng hơn nữa. Tức là những cái phước ở thế gian này nó chỉ là giả tạm thôi. Nếu mà cái người say sưa dính mắc ở đấy thì nó vẫn là một cái tà kiến, vẫn là một cái tà kiến. Ví dụ bây giờ mình sẽ chịu khó làm những cái việc thiện, nhưng mà bây giờ cái người mà bảo cúng dường, cúng ngay lễ Phật, chịu lễ, làm những cái việc phước, làm những cái việc thiện, làm những việc công quả thì sẽ nhiệt tình làm, nhưng mà bảo ngồi thiền thì không chịu ngồi, thì đấy là cái người tà kiến này, hưởng sự an lạc. Đấy là cái người đang thích làm những cái việc phước để mình hưởng cái sự an lạc ở trong cái phước báo nhân thiên này, thì đấy nó cũng là một cái tà kiến. Thì nếu mà mình có cái tà kiến này, đó là một cái loại tham tà kiến còn dính mắc trong sinh tử lâu dài, tức là mình làm những cái việc thiện đấy thì mình sẽ được hưởng phước, nhưng mà nó không có thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử được, mình sẽ dính mắc ở trong cái vòng luân hồi này lâu dài. Nếu như một người mình có thể, mình thấy người đó rất là chịu khó làm nhiều thiện nghiệp, làm nhiều phước, nhưng người đó vẫn còn cái tham tà kiến, vẫn có cái tà kiến. Nếu mà người đó không chịu ngồi thiền, không diệt trừ được cái tà kiến, cái tham tà kiến này, thì cái pháp cũng chỉ có thực hành thiền định và thiền tuệ thì mới diệt trừ được cái tà kiến này. Nên một người mà đắc được thiền định rồi, sao là thích thú với thiền định thì mình không chịu mà thực hành thiền quán thì nó vẫn là tham tà kiến, nó vẫn dính mắc vào cái trạng thái của thiền định. Thiền định nó khi mà mình hưởng cái phước của thiền định, mình sinh về cái cõi phạm thiên, hưởng cái phước rất là lâu dài. Còn những cái phước dục giới như là bố thí, như là giữ giới, như là cúng dường, cung kính, phục vụ, làm những cái thiện nghiệp khác thì mình sinh về cái cõi thiên giới, mình hưởng cái phước báo cõi thiên giới, hoặc là ở cái cõi nhân gian mình hưởng cái phước sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Nhưng mà mình vẫn có cái tham tà kiến khi mình hưởng cái phước đấy. Hưởng phước vẫn có tham tà kiến. Nên là bây giờ ở thế gian có rất nhiều người tốt, nhiều người làm việc thiện,
nhưng mà vẫn không dứt được cái tham tà kiến này vì không có chịu hành thiền. Thì có người hành thiền đi, thiền chỉ thiền quán mới dứt được hết cái tham tà kiến. Còn đối với một cái hạng tà kiến nó có hai loại, đó là một cái loại tà kiến về nhẹ, nó là cái tà kiến không cố định. Cái tà kiến mà một cái người mà hưởng phước mà hay xưa thích thú ở trong cái sự hưởng phước, trong cái sự hưởng những cái an vui, mình thích thú với cái an vui đấy, đấy là một cái loại tà kiến không cố định. Cái loại tà kiến đấy mình có thể thay đổi được. Và một cái hạng người có cái hạng tội nặng nữa, đó là loại tà kiến cố định. Tức là cái người mà có cái tâm tà kiến mà không có thể nào thay đổi được, đó là họ không tin rằng có kiếp sau. Cái người mà có cái tà kiến cố định ấy, hay là cái tội nặng của cái tà kiến ấy, là bây giờ nói là có kiếp sau, họ là không có. Có kiếp trước không? Họ không tin là không có. Họ không tin về kiếp trước, không tin kiếp sau, không có tin. Bây giờ làm việc thiện có được phước không? Thì họ bảo chẳng được gì. Làm việc ác có phải tội không? Họ bảo cũng chẳng phải tội gì, như nhau hết. Thì cái người mà có cái tư tưởng như vậy là người đó tạo một cái ý nghiệp rất là nặng, nó là tà kiến cố định. Thì tà kiến cố định thì nó chia ra làm ba loại tà kiến cố định. Một là vô quả tà kiến, tức là một cái người họ sẽ phỉ báng hoàn toàn cái sự cho ra cái quả thiện hay là quả bất thiện, tức là bố thí cúng dường để bái phục vụ không có phước, làm việc thiện không có phước, thế là người ta nói là không có kết quả gì hết, làm gì cũng như nhau hết, là không có niềm tin. Bố thí, người ta thấy người khác bố thí người ta sẽ chê bai, thấy người khác cúng dường lễ bái phục vụ thì người ta sẽ nhạo báng. Người ta bảo đấy là làm một cái việc vô ích, là một cái việc mình chịu cái sự thiệt thòi mất mát mà không có lấy lại được. Đấy là cái người mà có cái tâm gọi là vô quả, không có niềm tin là những cái việc phước mình làm sẽ có quả, làm việc thiện không có phước nên mình không tin là có quả, cho nên là cái người đó không có chịu làm việc thiện, làm việc ác không có tội. Đấy, cái người mà có cái tà kiến cố định làm ác mà không có tội, chúng sinh chết từ cõi khác không sinh về cõi này. Nghĩa là họ không tin rằng là có những chúng sinh từ cái cõi súc sinh mà sinh lại làm người, có những chúng sinh thì từ cái cõi thiên giới, từ cả cõi trời người ta sinh về cái cõi người này, có những cái chúng sinh thì từ ở cõi địa ngục sinh về cõi người, có chúng sinh từ ngã quỷ sinh về cõi người, có những chúng sinh từ cõi người sinh trở lại cõi người, sau khi chết ở cái cõi đấy người ta sẽ sinh đi một cõi khác. Chúng sinh chết từ cõi này không sinh về cõi khác. Và khi mà cái người mà tà kiến cố định, người ta mà chết rồi là hết, không có sinh về cõi khác. Nhưng mà cái thực sự đang thì một chúng sinh chết ở cõi này sẽ sinh về cõi khác. Mình có thể chết ở cõi người này và mình sẽ sinh xuống cõi địa ngục, mình có thể sinh vào ngã quỷ, mình có thể sinh làm súc sinh, mình có thể sinh làm chư thiên, mình có thể sinh làm vị phạm thiên, mình có thể sinh đang là người nam, mình có thể sinh trở thành người nữ. Có thể bây giờ mình đang là người nữ, mình sẽ sinh trở lại thành người nam, giống như một cái con rắn lột xác, nó sẽ thay hình đổi dạng như vậy, không có cái chuyện mất đi. Người chết thì lại đi tái sinh, đi đầu thai, đi luân hồi ở trong các cái cõi sống khác nhau như vậy, chứ không có cái chuyện chúng sinh chết mà hết mà sẽ còn tiếp. Chúng sinh chết cõi này sẽ sinh về cõi khác. Cái người có tà kiến thì người ta không có tin như vậy, người ta bảo chết lại hết. Đấy là một cái loại tà kiến. Thì cái người mà nói là không có đời sau thì người ta sẽ nghĩ là người mà có hiếu phụng dưỡng cha mẹ cũng chẳng được gì cả, những người bất hiếu tệ bạc với cha mẹ cũng chẳng có tội gì cả. Và người ta có tin là không có chúng sinh hóa sinh. Hóa sinh ở đây có biết là chúng sinh gì không? Ngục, ngã quỷ, đến gì? Chư thiên, chư thiên hóa sinh, mà chư phạm thiên cũng hóa sinh, rất nhiều chúng sinh hóa sinh. Hóa sinh ý thì người ta không có trải qua cái quá trình nằm ở trong thai mẹ. Ví dụ một người bây giờ mình chết một cái mà sinh xuống địa ngục là hóa sinh ngay lập tức trở thành người bình thường luôn. Hay là một chúng sinh chết ở đây mà sinh làm ngã quỷ mà hóa sinh ngay lập tức
Và khi mà hóa sinh nó trở thành một người trưởng thành ngay, chứ nó không có trải qua cái giai đoạn là phải lớn lên từ từ. Thì chúng sinh mà sinh ở trong thai với lại ở trong trứng ra thì phải lớn lên một cách từ từ, có cái giai đoạn đầu thai và giai đoạn thành trần từ từ lớn lên. Còn những cái chúng sinh hóa sinh thì người ta sinh ra một cái nó trở thành một người trưởng thành luôn. Chư thiên cũng vậy, người ta sinh ra một cái người ta trở thành một người trưởng thành luôn. Người ta sẽ không có cần phải bồng bế, không cần phải chăm sóc, không có cần bụng mớm, không cần phải ai ấy gì hết. Một cái người người ta hoàn thiện ngay đến chúng sinh hóa sinh. Cho nên hàng chúng sinh hóa sinh người ta sẽ nhớ được kiếp trước một cách dễ dàng. Tà kiến thứ hai là vô nhân tà kiến. Cái loại tà kiến này là cái người người ta không tin rằng là có cái nhân, không tin về cái sự tạo nhân. Vô nhân tà kiến tức là chúng sinh hiện hữu ở cõi đời là do tự nhiên, không phải hay là quả của thiện nghiệp hay ác nghiệp. Tức là chúng sinh mà sinh ra ở cõi đời này thì đó là chủ nhân của nghiệp. Thì Đức Phật thì tuyên bố rằng là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Tức là một cái chúng sinh mà khổ đau thì đó là do kết quả của nghiệp bất thiện. Một chúng sinh mà an vui hạnh phúc đó là do kết quả của nghiệp thiện. Người may mắn hay hạnh phúc, may mắn hay bất hạnh, gặp rủi ro hay là luôn luôn gặp những cái điều tốt, đó đều là do cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện của chúng sinh. Thế thì trái lại thì những cái người tà kiến thì người ta lại có quan niệm khác. Người tà kiến người ta bảo chúng sinh ở cõi đời này là do tự nhiên, không phải là do quả của thiện nghiệp hay ác nghiệp. Thì đây là một cái sự tà kiến. Và tại vì cái sự tà kiến này nó ăn sâu ở trong nhân gian, cho nên là người ta không có biết rằng là tạo phước thì được hưởng phước, mà tạo tội lỗi thì chịu khổ đau. Cho nên người ta hay đi cầu phước. Và thế gian thì hay có cái quan niệm rằng là phước là phải có một cái bậc thiên thần nào đấy, một cái bậc đấng thần linh thiêng liêng nào đấy ban cho. Cho nên là người ta hay cầu xin, hay cầu xin, cầu lộc, cầu phước. Thực ra cái sự cầu đấy nó là một cái sự mê tín không có thật. Mà chúng sinh hiện hữu ở cõi đời tự nhiên không phải là do nghiệp hay quả của nghiệp. Mà khi mà mình không có hiểu nghiệp quả của nghiệp, hay khi mà cái chuyện may mắn nó đến thì mình cảm thấy thích thú, mà khi mà những cái chuyện buồn phiền rủi ro khó chịu bực bội phiền lòng nó đến thì mình sẽ cảm thấy khổ đau, và mình không có biết là nguyên nhân khổ đau này từ đâu mà ra, cái nguyên nhân của cái sự an vui hạnh phúc này từ đâu mà ra. Nên là đấy là một người không có cái chánh kiến. Thì những người mà có cái tà kiến này, không cho rằng chúng sinh ở cõi đời là do tự nhiên, thì người đấy sẽ hay có những cái tà kiến, có cái tà kiến đi cầu xin, và hay thích những cái lễ tế tự để cầu phước, tế tự tế lễ, nghĩ rằng mình không tế lễ thì sẽ không có phúc, cần phải tế lễ mới có phúc. Thì đấy là một cái quan niệm sai. Hay là chúng sinh bị ô nhiễm là do tự nhiên, chúng sinh được thanh tịnh cũng do tự nhiên. Bị ô nhiễm ở đây có nghĩa là những cái chúng sinh mà có nhiều những cái phiền não tội lỗi, tức là những cái chúng sinh mà người ta có cái tâm sân giận nhiều thì đấy là bị ô nhiễm. Bây giờ ở đời có rất nhiều người, mỗi người một tính cách. Có những cái người thì cái tâm từ cái tâm người ta rất hiền hòa, nhưng mà cũng có những người người ta rất là hung dữ. Thì đấy là để thể hiện cho cái sự thanh tịnh. Đấy là cái người mà có cái tâm hiền hòa, đấy là thanh tịnh. Cái người mà sợ hung dữ, đấy là cái người ô nhiễm. Hay là có những cái người người ta chi túc, người ta không có cái tâm tham đắm nhiều. Nhưng mà ngược lại cũng có người người ta có cái tâm tham, tham lam rất là lớn, rất là mạnh. Người ta tham lam, người ta có một thì người ta lại muốn có hai, lại muốn có bốn, có bốn muốn có tám, mà không bao giờ người ta biết chán.
không bao giờ biết chán đối với cái, không bao giờ thỏa mãn được cái lòng tham hoặc là cái bỏn sẻn. Tham là bỏn sẻn, bỏn sẻn người ta có và người ta không bao giờ muốn, chỉ muốn tích chữ cho thật nhiều và không muốn xài, cũng không muốn chia sẻ cho người khác xài. Thế thì cái đấy gọi là bị ô nhiễm. Những cái tâm bị ô nhiễm là dính mắc tham ái, dính mắc tham nam, đắm nhiễm cái thế gian, hay là cái tâm hung dữ, hung hãn, độc ác. Đấy là những cái tâm ô nhiễm. Và những cái tâm ô nhiễm này nó cũng không phải là do tự nhiên, mà nó là do có cái sự huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là do tự nhiên. Như là bây giờ mình bị ảnh hưởng những cái đời sống quá khứ, đời trước mình đã từng nhiều đời nhiều kiếp sống ô nhiễm, bây giờ nó mới ô nhiễm. Mình nhiều đời nhiều kiếp hung dữ, ví dụ bây giờ là một cái chúng sinh ở cái cõi cái khổ đau, như là cái cõi một con rắn chẳng hạn, rắn độc, con cọp hay là con sư tử nó đầu thai lại làm người, thì cái tính hung dữ của nó vẫn còn, nó vẫn còn đến cái, nó vẫn còn ảnh hưởng đến cái kiếp sống này. Hay là một cái người mà người ta mới ở cái cõi phạm thiên, người ta sinh xuống cái cõi nhân gian này thì người ta rất là thanh tịnh. Những cái chúng sinh ở cõi phạm thiên ấy, thì người ta sống không có, người ta sống ở trong cái tâm thiền, cho nên nó không có cái tức giận, không có sân hận, và người ta không có cái sự tham dục mạnh như là cái chúng sinh ở cái cõi thấp lên. Chúng sinh ở cõi thấp lên thì cái trí tuệ cũng kém, mà cái tâm tham đắm nhiễm trước thì nó mạnh. Còn những chúng sinh ở trên cái cõi cao thượng xuống, như cái cõi phạm thiên xuống ấy, thì người ta rất là thản nhiên với thế gian này. Có thể là người ta không có hay tức giận, không có hay buồn phiền, không hay bực bội, mà người ta không có tham đắm, không có nhiễm trước, không có cầu cạnh nhiều như là cái người phàm trần ở thế gian. Và các chúng sinh ở chư thiên xuống thì họ cũng có cái sự thanh tịnh hơn ở cái cõi thấp lên. Đó là họ không có cái tâm sân giận nhiều. Cái chư thiên thì có thể là người ta có một chút cái tham hưởng phước, tham hưởng thụ những cái niềm vui, nhưng mà họ vẫn có cái sự thanh tịnh hơn những chúng sinh khác, về cái tâm sân họ nhẹ nhàng hơn. Nhìn chúng sinh bị ô nhiễm, còn cái người mà có tà kiến thì người ta không có hiểu cái điều đấy. Người ta cứ bảo đấy là do tự nhiên, còn cha mẹ sinh con, trời sinh tính, thế gian người ta thường quan niệm như vậy. Có những đứa dù là anh chị em ở trong nhà cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng mà cái tính cách thì nó lại khác nhau một trời một vực. Có cái đứa thì nó rất là hiền lành, nó trầm tính, mà có những cái đứa thì nó hiếu động, thì người ta cũng không hiểu được nó do nguyên nhân nào mà nó có cái sự khác biệt như thế, nguyên nhân nào biệt như thế. Mấy Phật tử đây có con thì tính cách của chúng nó có khác nhau không? Mỗi đứa một tính này không? Nó không giống nhau, không giống nhau đấy. Nó là chúng sinh nó có cái nhân ở trong đời quá khứ, mỗi đứa nó ở một cái cõi khác, nó sinh về cõi này, chứ nó không phải là mình tạo ra nó đâu. Mình tạo ra cái thân của nó thôi, chứ còn cái tâm của nó là do cái kiếp trước nó đầu thai nè. Cha mẹ không có sinh ra được cái tâm của con cái đấy, mà do cái nghiệp của nó tạo ra nó như vậy, cái nghiệp của nó tạo ra nó như thế đó. Cho nên có đứa thì nó rất là giỏi giang thông minh, có đứa thì nó rất là dại dột, có đứa thì nó rất là hiền, có đứa thì nó rất là dữ, có đứa thì nó rất là tham lam, có đứa thì nó lại rất là hào phóng. Mỗi một cái người có một cái tính cách, nó do cái sự ảnh hưởng bởi những cái vòng sinh tử, sinh ở các cái cõi sống khác nhau về. Chúng sinh hưởng sự an lạc hay chịu đau khổ là do sự may rủi, đấy cũng là một cái sự tà kiến. Tà kiến. Nhưng cái người mà hiểu được cái luật nhân, luật nghiệp, nghiệp quả thì biết luôn. Khi mà mình chịu đau khổ mình biết đây là nghiệp bất thiện. Là cái người mà được hưởng cái hạnh phúc đây biết ngay này quả của một cái nghiệp thiện. Đấy là người có trí tuệ thì biết được như thế. Cái si thì không có biết được như thế. Thứ ba là vô hành tà kiến. Tà kiến thứ ba này, vô hành tà kiến là làm ác không có tội. Người mà có cái quan niệm vô hành tà kiến là những cái hành động không để lại một cái quả báo gì hết, những cái hành động không có, không nó qua rồi thì là
không còn ảnh hưởng gì đến mình nữa, thì đấy sẽ là vô hành tà kiến. Vô hành tà kiến là cái người đó nghĩ là làm ác không, ví dụ như là làm ác không có tội thì tự mình sát sinh, sai người sát sinh không có tội sát sinh. Thì cái người đấy sẽ, vì người ta không có tin vào nghiệp, ta tự sát sinh một cách thản nhiên, sát sinh một cách thản nhiên. Tết rồi đấy, có sát sinh, có bó giò, có sát sinh lợn để bó giò, làm một cách thản nhiên nhỉ. Làm một cách thản nhiên, làm xong rồi nghĩ lại mà còn thích thú nữa chứ. Nên thích thú vì mình đâu có tin là có tội đâu, mình nghĩ rằng đây là một cái việc làm tự mình sẽ được hưởng cái sự an lạc của nó, được hưởng cái khoái lạc, khoái khẩu. Tự mình trộm cắp, sai người trộm cắp không có tội trộm cắp. Tự mình tà dâm, sai người tà dâm không có tội tà dâm. Tự mình nói dối, sai người nói dối không có tội nói dối. Thì cái người mà không có cái tà kiến, người ta tà kiến cố định là thế, người ta không có tin cho nên người ta sát sinh, xong rồi người ta còn thấy thích thú về cái việc sát sinh này. Người ta lấy cái việc sát sinh để người ta làm cái việc giải trí. Giải trí người ta có thể đi săn bắn, người ta bắn chết những cái con vật thấy nó dãy đành đạch, máu tươi nó nổ ra, họ thích thú. Cái tội sát sinh và cái trộm cắp cũng vậy, mình lấy được của người khác và mình thích thú, mình người khác lấy được mình sẽ tán thán, người đấy là giỏi ra, giỏi quá, lấy trộm được của người khác về, và mỗi một lần nghĩ đến cái sự mình lấy được trộm được của người khác ấy, cảm thấy nó hài lòng, cảm thấy nó thỏa mãn, cảm thấy nó thích thú, thì dần dần sẽ hàng ngày sẽ càng tạo thành cái thói quen, ngày nào nó đi ăn trộm thì chịu không được, là do cái người đấy, người ta không có tin vào một cái nghiệp này là cái nghiệp bất thiện, người ta tin không tin rằng đây là một cái hành động tội lỗi. Tự mình tà dâm, sai người tà dâm không có cái tội tà dâm. Tự mình nói dối là sai người nói dối không có cái tội nói dối. Người mà tà kiến thì rất là nguy hiểm. Cái người đấy là làm việc thiện, người đấy người ta cũng sẽ nghĩ là làm cái việc thiện là sẽ không có phước gì. Tự mình giữ giới không có phước, giữ giới hàng ngày cứ phát nguyện giữ giới, nhưng mà cái người đấy mà không có niềm tin, nó không có cái sức mạnh để cho mình giữ gì. Khi mà mình đứng trước nguy cơ phạm giới là mình phạm liền, mình có thể thọ giới, có thể là có các thầy thọ giới xong rồi, mình đến chùa mình thọ giới xong rồi. Nhưng mà khi gặp một cái hoàn cảnh thì là mình sẽ phạm giới. Cái hoàn cảnh bây giờ mình phạm giới không sát sinh, nhưng mà mình vẫn có thể, vẫn khi mà nhìn thấy những cái con vật mình vẫn muốn giết. Giờ có con gà của hàng xóm nó chạy sang mình muốn bắt, có con chim tự nhiên trên trời nó xà xuống mình có muốn bắt ăn thịt không. Bây giờ mình đang đi trên đường có một con cá ở dưới sông nó nhảy lên, nó nằm trước mặt mình, nó nhảy đấy, mình có thả nó xuống không? có dám can đảm để mà thả con cá lại trong nước không? Nhìn thấy con cá nghĩ ngay đến là một cái bữa ăn ngon rồi. Đấy là cái người giữ giới, cái người mà không có cái niềm tin thì vậy, không có phước. Bây giờ giữ năm giới, xong là giữ cái giới là không được ăn phi thời, không ăn phi thời, xong là về nhà đêm nó đói quá rồi mình có đi nén ăn rồi. Có ai giữ giới xong rồi không ăn phi thời mà thấy đêm ngủ nó đói quá chịu không được mình vẫn ăn à? Ăn phi thời, không ca hát. Thì cái người mà không có niềm tin thì người ta không giữ giới được, không có niềm tin thì giới không giữ giới được. Nói tự mình bố thí không có phước của sự bố thí, bởi vì mình không tin rằng làm những cái việc này là việc phước. Còn bởi vì mình không có nhìn thấy, mình chỉ nghĩ đến những cái gì có lợi trước mắt, mình không có nhìn thấy những cái nơi sâu xa, những cái nơi sâu xa này nó mới quan trọng.
bố thí là không có phước của cái sự bố thí. Nhưng mình tin là bố thí có phước không? Bây giờ có một cái người đến nó bảo cho ta xin một miếng ăn thì ta sẽ trả một cục vàng, may túi 3 gram mang ra mà đựng thì có cho không? Đọc câu chuyện cái khế. Nhưng mà bây giờ mà có con chim nó đến nó bảo nó xin một quả khế, nó trả cho một cục vàng thì mình sẽ cho nó luôn. Thế nên mình nhìn thấy cái lợi ngay trước mắt. Còn cái bố thí này nó có cái phước để mình được hưởng về sau, mình không có nhìn thấy. Không có nhìn thấy, cho nên là bây giờ bố thí cho ai mình cảm thấy tiếc. Mình lễ bái cúng dường không có phước của cái sự lễ bái cúng dường. Những người mà người ta không có cái niềm tin, không có niềm tin về cái việc phước ấy. Người ta không tin là có phước đức gì hết. Người ta thấy cái người khác lễ bái cúng dường thì họ cũng không có hoan hỉ, họ còn chế nhạo, họ còn chê bai. Thì đó là do cái niềm tin bị sai, hay là do cái tà kiến. Cái tà kiến này nó bị trau dồi nhiều đời quá. Do những cái người mà người ta không có cái duyên để được gặp Phật Pháp, không có duyên để được nghe giảng Phật Pháp, không có duyên để được nghe chánh Pháp. Tức là những cái người không có duyên được nghe chánh Pháp, người ta chỉ có những cái Pháp thế gian, chỉ được tiếp thu những cái Pháp thế gian, và Pháp thế gian chỉ là tà Pháp. Nhưng những cái Pháp thế gian không có dạy về những cái phước báo sâu xa này, những cái thiện và những cái ác, không có dạy về những cái điều tốt, điều xấu, những cái thiện và cái phước, cái tội và cái phước này đã dạy không có kỹ. Ta chỉ dạy về một cái cõi sống ở cái cõi người này thôi, thì dạy làm sao mà tạo ra nhiều vật chất của cả có cái đời sống sung sướng hiện tại này, mà không có thấy được cái đời sống tương lai. Bé đi học có bao giờ được học về những cái đời trước, đời kiếp trước, kiếp sau này, tội phước, cõi thiên đường, địa ngục? Không có. Cho nên dễ có cái tà kiến. Trong cái văn hóa thế gian nó tạo cho mình có nhiều cái tà kiến. Thiện mà không có phước. Thì tất cả những cái về tham tài sản này, về cái sân tức giận này, và cái tà kiến, thì cái đấy nó thuộc về cái nghiệp của cái gì? Về thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp? Cái tà kiến này nó thuộc về thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp? Nó thuộc về ý nghiệp. Những cái nghiệp đấy nó sinh ở trong tâm mình. Những cái nghiệp đấy nó sinh ở trong tâm mình. Cái tà kiến ấy là nó ở trong tâm mình. Mình tránh kiến nó ở trong tâm mình. Nên bây giờ mình mà được học Phật Pháp thì mình nghe giáo Pháp thì mình nó có cái tránh kiến. Những cái đấy là do tâm mình. Mình ngộ được ra giáo Pháp thì có tránh kiến. Còn khi mà mình nghe những cái Pháp thế gian, mình hiểu theo cái nối hiệu của thế gian, thì mình sẽ cái hiểu sai đấy nó gọi là tà kiến. Cái hiểu đúng với chân lý thì là tránh kiến, hiểu sai với chân lý là tà kiến. Chỉ có những bậc đã giác ngộ thì mới có hiểu đúng được chân lý. Chỉ có Đức Phật là bậc đã giác ngộ hiểu đúng được chân lý, mới giảng giải được đúng những cái pháp hợp với chân lý như thế này, đó là tránh kiến. Còn những cái pháp thế gian không có giác ngộ được chân lý, nhưng người ta không thấy được cái chánh kiến. Thì cái ý ác nghiệp sinh ra các cái ác nghiệp khác. Tất cả những cái ác nghiệp khác nó cũng đều do những cái ác nghiệp của tham sân si này mà sinh ra. Thì tham, sân và tà kiến là si. Thì ba cái nghiệp tham sân si này nó là nhân tạo ra các cái ác nghiệp khác. Như một người mà diệt trừ được hết tham sân si thì người đó không bao giờ còn tạo ra cái ác nghiệp nào cả. Còn cái người nào mà còn tham sân si thì mình sẽ còn tạo nhiều ác nghiệp. Những người nào còn tham sân si sẽ còn tạo nhiều ác nghiệp. Vậy cái ác nghiệp về tâm đầu tiên là tham tài sản của người khác, là nhân sinh các ác nghiệp về thân. Cái ác nghiệp về thân như là thân thì có mấy ác nghiệp? Ba ác nghiệp là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, phải không? Vậy bây giờ cái tâm tham này nó sẽ sinh ra cái ác nghiệp gì?
cái tâm tham này nó mình có tham thì mình sẽ đi lấy trộm của người khác phải không? Cái tâm tham nó có sinh ra tà dâm không? Tâm tham nó có sinh ra sát sinh không? Tâm tham có sát sinh không? Khi mà mình sát sinh ấy, nó chỉ có tâm sân ấy, tâm ác. Ví dụ như là bây giờ mình giết một con gì, một con vật lớn như con trâu, con bò, là mình phải có cái ý ta giết chết con này. Thì cái lúc đấy là tâm thiện hay tâm ác? Ác ý. Ác ý có nghĩa là sân ấy, sân ác ý. Nên khi mà mình giết một cái con vật vừa như con gà, con vịt thì mình cũng phải có cái tác ý ta cắt cổ con này. Thì lúc đấy là cái tâm ác này. Khi mà mình vỗ chết một con muỗi, con kiến thì nó cũng là cái tâm ác ý đấy. Vậy cái tâm ác ý đấy nó là cái tâm não hại, nó thuộc về tâm sân. Vậy thì cái tâm tham tài sản của người khác là nhân sinh các ác nghiệp, đó là trộm cắp và tà dâm. Cái tâm tâm cái tâm tham, cái ý tham thì nó sẽ là nhân sinh ra cái nghiệp trộm cắp và tà dâm. Trộm cắp và tà dâm là cái kết quả của cái tâm tham. Như một người mà có tâm tham thì người đấy sẽ rình rập của người khác, thở ra là mình sẽ ăn trộm. Người có cái tâm tham là cái người đấy sẽ tà dâm, tham sắc dục, thì người đó sẽ phạm vào cái tội tà dâm. Là nhân khiến cho khẩu hành ác. Bây giờ cái tâm tham nó có làm nhân để cho một người nói dối không? Tham nó sẽ là nhân để cho một người có thể nói dối. Mình nói dối, mình lừa giảm người khác ấy, lừa dối. Bây giờ mình làm một cái hàng giả, mình bảo đây là hàng thật này, mua đi. Thì cái đấy là mình có tâm tham phải không? Tham nói dối người khác. Mình nói chia rẽ, mình cũng có tâm tham. Tham để nói chia rẽ. Tham nói chia rẽ. Bây giờ mình hai người, người ta đang yêu quý nhau. Thế bây giờ mình muốn một cái người đấy sẽ phải yêu quý mình. Mình sẽ chia rẽ cho hai cái người đấy, người ta ghét nhau. Thì đấy là mình có cái tâm tham nói chia rẽ. Mình có cái tâm tham để nói cái lời thô tục. Tâm tham nói lời thô tục, tâm tham nói cái lời vô ích. Tâm tham không có nói lời thô tục. Cái tâm tham chỉ nói được nói dối, nói chia rẽ và nói lời vô ích nhá. Bỏ cái nói lời thô tục. Tâm tham không có nói lời thô tục. Nói lời thô tục là chỉ rủa mắng nhiếc ấy. Cái tâm đấy nó chỉ có đi với tâm sân, nó không đi với tâm tham. Cái tâm tham thì nó có thể làm hại người khác không? Tâm tham khi mà mình hại người khác thì lúc ấy chỉ khởi đến tâm sân thôi. Khi mình muốn hại người khác thì còn tâm tham nó sinh ra cái mà tham hưởng thụ những cái niềm vui thì nó là tà kiến. Tham nó sinh ra tà kiến. Ý ác nghiệp hận thù là nhân khiến cho thân làm các ác như sát sinh, trộm cắp, nói dối, nói chia rẽ, nói thô tục và nói vô ích. Sát sinh. Khi mà cái tâm sân hận nó khởi lên thì nó sẽ làm những cái nhân để cho cái người đấy sẽ làm những cái việc như là giết người, giết các cái chúng sinh khác, hoặc là lấy trộm của người khác cũng có thể. Khi mà mình có ác ý, mình muốn sát sinh, thì mình ác ý mà muốn lấy trộm của người khác thì là mình lấy trộm để làm gì? Mình lấy trộm để phá hoại người ta. Phá hoại, ví dụ mình ghét ai đó, mình không có thích cái của đấy, mình không có phải là mình thích cái của người ta, cái tài sản người ta, nhưng mình đến mình lấy, mình khoang đi để cho cái người kia nó khổ. Thì đó là cái ác ý, cái ác nghiệp hận thù người khác là nhân để tạo ra cả cái tội trộm cắp, cả nói dối, cả nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, và cả cái nói lời vô ích. Nói lời thô tục mình chửi mắng người đấy, còn nói lời vô ích thì nói nhảm nhí với cái mục đích là làm cho cái người kia người ta bị
bị loạn trí, bị người ta hiểu sai, mình nói những cái câu chuyện nhảm nhí không có thật để làm hại người khác, đấy là cái tâm sân. Ý ác nghiệp đã khiến làm nhân tạo ra cả 10 ác nghiệp. Còn đối với cái ác nghiệp thứ ba là cái ác nghiệp tà kiến, thì nó sẽ làm nhân để tạo ra tất cả các cái ác nghiệp khác. Ác nghiệp tà kiến này, nhưng cái người tà kiến, người về tà kiến thì nó có hai loại ấy. Một loại tà kiến không cố định và một loại là tà kiến cố định. Cái loại tà kiến không cố định thì có thể là tránh, nó không ít làm những cái việc ác hơn, nó có làm những cái việc thiện. Còn cái hạng người mà có cái ác nghiệp tà kiến cố định thì bất cứ một nghiệp ác gì nó cũng làm hết, chẳng có một cái nghiệp nào trừ bỏ hết. Sát sinh trộm cắp tà dâm, bởi cái ác nghiệp thân khẩu ý là cái tà kiến. Nếu mà một người có tà kiến thì nó sẽ sẵn sàng làm tất cả các cái ác nghiệp ở cả ba môn thân khẩu ý luôn. Tà kiến thì nó cũng là tâm si đó. Tà kiến nó cũng là tâm si. Si là si tà kiến. Vậy tham sân si. Tham sân si, vậy ba cái tham sân si thì cái nào nguy hiểm hơn? Một người mà có tâm tham có nguy hiểm không? Ví dụ mình gần một cái người mà người ta có cái tâm tham nhiều hơn mình, thì mình có nhận ra không? Có thấy không? Người có tâm tham người ta sẽ rủ mình đi làm rất là nhiều việc để kiếm tiền đấy. Thấy không? Thế thì ở người có tâm tham có lợi không? Ừ. Ở với người mà có tâm sân thì sao? Người ta cứ suốt ngày rủ mình đi đánh nhau hay sao? Ở với người mà có tâm si thì sao? Tâm si ngu si bảo sao người ta nghe vậy, tốt không? Tham sân si thì cái tâm si này nó tâm si này nó là nhân, nó làm bá chủ. Ví dụ bây giờ cái người mà có tâm tham thì người ta rất là, cái người đấy có giỏi không? Có giỏi nhiều kế. Ví dụ như mà nhiều kế như Gia Cát Lượng có nhiều kế không? Nhiều mưu kế không? Nhưng mà có bao giờ nhìn thấy Gia Cát Lượng và ông ấy đỏ mày bỏ mặt lên không? Có xem phim này Tam Quốc chưa? Ông Gia Cát Lượng có bao giờ ông nổi sân tức giận không? Không, chỉ có nhiều mưu kế nhé. Và nhiều mưu kế này nó thuộc về cái tâm gì? Nhiều mưu kế này nó thuộc về tâm gì? Có phải trí tuệ không? Cái đó là tâm gì? Thế Trương Phi thì làm sao? Trương Phi mà nóng giận, tức giận đi thì là tâm sân phải không? Thế còn Lưu Bị thì nó là thuộc về cái gì? Lưu Bị có hiện này, tham hay sân? Hay si? Thế vậy thì Gia Cát Lượng với lại Quan Văn Trường với Trương Phi thì phục vụ cho ai? Phục vụ cho Lưu Bị ha. Lưu Bị không có giỏi mưu kế mà cũng không có giỏi đánh nhau, nhưng mà sao lại làm chủ? Vậy thì cái tham với cái sân nó sẽ, người mà tham và người sân thì sẽ làm đầy tớ cho người si. Có chuyện đó xảy ra không? Người si người ta lại có thể lãnh đạo được cả một cái người rất là tài giỏi và một cái người giỏi văn, một người giỏi võ. Văn võ mà sao lại đi phục vụ cho một cái người si tà kiến này? Bởi vì có si thì mới có tham, có si thì mới có sân, có si mới có tham, có si mới có sân. Si nó sinh ra tham và si nó sinh ra thân. Cái si nó thâm sâu hơn. Si đó là si, đây là si về sự tà kiến. Cho nên là một người mà diệt trừ được cái si thì cái tham nó hết. Người mà diệt trừ được cái si thì cái sân nó cũng hết.
Thế bây giờ một người mà diệt trừ được sân thì cái si nó có hết không? Chưa chắc đã hết. Người có thể diệt trừ được tham tà kiến mà si đã hết chưa? Chưa chắc đã hết. Mình có thể diệt được tham, diệt được sân, chưa chắc đã diệt được si. Nhưng một người mà diệt được si thì sẽ diệt được cả tham và sân. Tham sân sẽ không còn gốc nữa. Vậy si nó là gốc của tham và sân. Si là gốc của tham và sân. Vậy thì si sẽ cao thủ hơn hay là sân tham cao thủ hơn? Si cao hơn ha, si thâm sâu hơn. Vậy thấy một người có nhiều mưu kế thì mình sẽ khen họ là giỏi, trí tuệ, hay là sẽ cái khen họ là si. Còn mình xem cái mưu kế này phục vụ cái gì ha. Mưu kế phục vụ cái gì? Mưu kế việc thiện thì đó là trí tuệ, còn mưu kế cái việc bất thiện thì đó là si rất nặng. Si nặng mưu kế việc bất thiện. Nguồn gốc sinh ác nghiệp. Nguồn gốc sinh ác nghiệp. Tâm sân sinh ra ác nghiệp nào? Nhiều cái nguyên nhân sinh ra sân biết rồi. Bây giờ tâm sân sinh ra cái ác nghiệp gì? Về thân. Về thân. Thân thì sân thì mình sẽ sát sinh phải không? Ồ, tâm sân sinh ra sát sinh. Nhưng mà nó chỉ riêng những cái nghiệp mà nó chỉ riêng một cái tâm sân này thôi. Nó không có cộng chung với cái tâm khác nữa. Sân sinh ra ác nghiệp. Sân nó chỉ sinh ra sát sinh, nói thô tục và thù hận. Ba cái nghiệp. Ví dụ ở thân thì nó là nhân sinh ra cái nghiệp sát sinh. Ở khẩu thì nó là cái nhân sinh ra cái nói thô tục. Và ở ý thì nó là cái nhân của cái hận thù. Tâm sân nó là nhân sinh ra ba cái ác nghiệp này. Nó chỉ nó sẽ cái tâm sân ấy, thì nó sẽ nó không chung với một cái tâm nào khác. Những ba cái ác nghiệp này nó đi, cái tâm sân nó sinh ra cái ác nghiệp này, sát sinh, nó thô tục và thù hận. Đấy là trực tiếp khi mà mình có cái hành động sát sinh, ngay lúc đấy là mình đang có cái tâm sân. Khi mà mình mắng chửi người khác, ngay cái lúc mình mắng chửi người khác là lúc có tâm sân. Khi mà mình có cái ghét hay là ác ý với người khác thì lúc đấy mình có tâm sân. Đấy là ba cái nghiệp này nó đi gắn chặt với cái tâm sân. Còn tâm tham sinh ra cái ác nghiệp nè. Tâm tham. Tâm tham về thân thì nó có cái ác nghiệp gì? Về thân thì nó có cái ác nghiệp là trộm cắp, tà dâm. Về khẩu nó có ác nghiệp gì? Về ý thì cái tâm tham nó có ác nghiệp gì? Về ý thì nó có tham tà kiến, nó là tà dâm, tham nam và tà kiến. Tâm tham ấy, thì trong cái lúc mà mình nói dối, cái lúc đấy mình có thể là nó đi với tâm tham, có thể là cái lúc đấy mình không có tâm tham. Nói lời chia rẽ cũng thế, có thể là cái lúc đấy mình có tâm tham, có thể là mình không có tâm tham. Nhưng mà cái tâm tham này thì nó chỉ đi với này, cái ăn nghiệp, nó là tà dâm. Cái tà dâm, ví dụ trộm cắp có khi nó đi kèm với cả tâm sân nữa. Nhưng mà cái tâm tham này nó chỉ có đi với, chứ bây giờ một người mà có tâm sân thì nó có đi với tà dâm được không? Đi được. Khi mà khởi lên cái tâm tham tài sản của người khác thì đi với tâm tham. Khi có tà kiến thì nó đi với tâm tham. Đây là cái tâm tham là nhân sinh ra ba ác nghiệp: tà dâm, tham nhân và tà kiến. Ác nghiệp phát sinh với cả tham và sân.
còn có những cái ác nghiệp nó phát sinh với cả tâm tham và tâm sân. Có là tham và trộm cắp, tức là cái tâm trộm cắp này nó đi với cả hai tâm tham và sân. Có khi mình tham mà mình trộm cắp, vậy hỏi tại sao mà mình lại tham mà trộm cắp? Tham trộm cắp để làm gì? Mình tham vật của người khác mình trộm thì lúc đấy mình để mình hưởng thụ, các bạn không? Mình thích hưởng thụ cái vật đấy mình tham. Còn nếu mà mình sân mà trộm cắp là vì cái gì? Là tại sao mình lại có lúc lại sân mà trộm cắp? Là muốn phá hoại người khác à? Mình ghét ai đấy mình lấy trộm để mình phá hoại người ta. Thì tâm tham, cái trộm cắp nó sẽ đi với cả tâm tham và tâm sân. Khi mà mình thích hưởng thụ một cái gì của vật của người khác thì mình, đó là cái mình trộm cắp với tâm tham, mình muốn phá hoại người khác, thì đó là mình lấy trộm vật của người ta với cái tâm sân. Nói dối đi với tâm tham là để làm gì? Tâm tham, nếu tham mà nói dối là vì lợi mình nhé, vì để có lợi ích cho mình thì mình sẽ nói dối. Còn khi mà sân mà nói dối là làm sao? Để làm hại người khác mà nói dối. Nói dối có thể đi với tâm tham, cũng có khi nó đi với tâm sân. Khi mình muốn lừa gạt người khác để có lợi ích thì mình sẽ nói dối. Khi mình muốn làm khổ cho người khác thì mình sẽ nói dối làm cho người ta khổ. Nói chia rẽ đi với tâm tham là tại sao? Tại sao có lúc mình có cái tâm tham để chia rẽ? Chia rẽ người khác là vì mình muốn cái gì? Mình muốn cái gì mà bây giờ mình thấy là mọi người người ta đang đoàn kết, đang hòa hợp, đang thương yêu nhau, thế mà mình chia rẽ người ta là mình vì mình muốn gì? Là vì mình muốn làm sao? Muốn cho người ta yêu quý mình hơn, phải không? Vì mình muốn người ta yêu quý mình thì mình chia rẽ. Thì bây giờ có hai vợ chồng người ta đang sống hòa hợp với nhau mà mình mà muốn cho một cái người người ta yêu quý mình thì mình làm sao? Phải nói xấu một trong hai người đấy. Có một đôi bạn người ta đang chơi thân với nhau mà giờ mình muốn chơi thân với một trong hai người đấy thì làm sao? Thì mình phải nói xấu một người nào đấy. Nói xấu một người thì cái người kia người ta sẽ chơi thân với mình, thì đấy gọi là tham mà chia rẽ. Còn sân mà chia rẽ là làm sao? Sân chia rẽ thì có thể là do mình ganh tị, có thể là do mình muốn ly gián, mình muốn phá hoại người ta. Bây giờ mình muốn sang xâm chiếm một cái đất nước kia, mình thấy cái đất nước đấy thì từ trên xuống dưới người ta đoàn kết, người ta hòa hợp, thì mình cử một cái người giỏi chia rẽ sang nói xấu người này, công kích người kia, thì cái sự công kích đấy mình sẽ tạo ra cái sự bất hòa. Thì người ta bất hòa, người ta chia rẽ nhau rồi thì lúc đấy cái sức mạnh quần chúng không còn nữa, đem quân sang xâm chiếm. Đó là sân chia rẽ thì mình có thể phá hoại được người khác. Tham mà nói vô ích là những cái lời nói nhảm nhí tạp nhảm mà nó không có cái ý nghĩa, không có lợi ích gì. Những cái lời nói vô ích thì cái nói vô ích này nó có thể là mình nói bằng lời, nhưng mà nó cũng có thể là mình viết ra những cái bài, những cái cuốn sách, hoặc là viết ra những cái trang sách ấy, bài báo, viết sách, viết báo. Có nhiều cái cách để nói những cái lời vô ích, dùng những cái tranh để minh họa những cái điều không có thật, đóng những cái bộ phim mà
diễn tả những cái điều mà nó trừu tượng, không có thật, nó nhảm nhí ở trên thế gian. Thì nói vô ích thì để làm gì? Với tâm tham, nói vô ích với tâm tham để làm gì? Tâm tham với ích có được cái lợi ích gì không? Cái lời nói vô ích của mình có được cái lợi gì không? Có khi nào mình nói những cái điều mà những cái điều nó không có cái lợi ích gì mà mình được lợi không? Ví dụ những cái nhà người ta sản xuất ra những cái bộ phim mà không có ích lợi gì, người ta có được lợi không? Người ta được rất nhiều lợi ha. Vậy thì phải vì một cái lợi ích gì đấy, người ta sẽ nói ra những cái điều nhảm nhí vô ích, người ta viết ra những cái cuốn truyện nhảm nhí, hay là mình nói những cái câu chuyện nhảm nhí vô ích. Thế thì mình sẽ được lợi ích, sẽ được nhiều cái lợi ích. Cái nhảm nhí đấy thì phải thể vì cái lợi ích, vì cái lợi ích mà lợi ích của bản thân người ta nói những cái điều nhảm nhí, những cái lời nói vô ích. Còn khi mà sân nói những cái điều vô ích, có khi nào mình tức giận mà mình nói được những cái điều vô ích không? Tức giận nó có đi với việc mà mình nói những cái nhảm nhí này không? Bây giờ có rất là nhiều các cái hệ phái, các cái tông phái, các cái giáo phái của các tôn giáo ấy. Người ta sẽ viết ra những cái bài kinh không thật, người ta trà trộn vào trong đấy. Thì cái đấy có phải là vô ích không? Vô ích đấy thì nó có cái tác dụng gì? Nó sẽ phá hoại được những cái người ở trong cái tôn giáo đấy. Có, điều đó là có. Các cái tôn giáo đó nhiều khi người ta cạnh tranh với sự truyền bá, người ta viết những cái bộ sách nhảm nhí, người ta vấn đề rằng đây là cái vị giáo chủ đấy viết ra, những vị giáo chủ đấy viết ra cái bài kinh này, sách này, tư tưởng này. Thì đấy là cái sự tức giận muốn phá hoại những cái tín đồ đấy, người ta nói ra viết ra những cái cuốn sách vô ích, viết ra cả những cái bài kinh vô ích. Nên là nó có những lúc là mình mà không tỉnh giác, mình sẽ bị vướng vào những cái mà không thật, không những cái giả tạo. Có rất nhiều cái giả mà mình tưởng là thật, cái giả mình tưởng là thật, và nữa mình sẽ bị hại bởi những cái sự vô ích nhảm nhí, những sự nhảm nhí vô ích. Thế thì trong 10 cái ác nghiệp đấy thì cái uống rượu nó thuộc về cái ác nghiệp gì? Ác nghiệp ở đâu? Ở thân nghiệp, ở khẩu nghiệp hay ở ý nghiệp? Khi mà uống rượu thì mình cái gì uống? Thân mình uống hay là khẩu mình uống hay ý mình uống? Đây đã có ai uống rượu chưa? Người ta chưa uống rượu thì không biết à? Biết là thân uống hay là khẩu uống hay ý uống à? Đồ ăn uống rượu sao? Cái gì uống? Thân khẩu ý uống à? Còn đốt cả ba cái cùng uống luôn. Uống rượu, uống địa phận, ăn nghiệp gì? Khi mà uống rượu, cái người uống rượu đấy thì cái người uống rượu xong rồi mà phạm, mà sát sinh thì lúc đấy nó mới phạm tới sát sinh. Cái người uống rượu mà trộm cắp tà dâm hay nói dối, hay là cái khi mà uống rượu vào rồi thì mình có cái hành động gì bất thiện thì mình phạm vào cái hành động đấy. Nhưng mà cũng có người ta uống rượu xong người ta cũng không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, người ta cũng không có gì cả, thì người ta phạm gì không? Nếu mà uống vào mà làm cho cái tâm của nó bị say, cái người mà uống rượu mà khi mà uống vào rồi là mất cái tự chủ, cái thần kinh nó bị kích thích, nó mất cái tự chủ thì nó phạm vào cái tâm si.
khi rồi thì nó có thể tâm sinh lên cái tâm sân và sinh lên tâm tham. Xong rồi cái sân và tham ấy nó lại là nhân sinh ra cái tội về thân và cộng. Tức là đầu tiên thì nó có thể là, thường thường là uống rượu thì nó sẽ đi trực tiếp vào là làm mất cái trí tuệ, làm người mất cái tâm tàm quý, mất cái tâm hổ thẹn và gây sợ. Tức là cái tâm si nó mạnh lên một cái mức khủng khiếp. Cái tâm si và nó đi theo ngay với vô tàm vô quý. Cái lúc đấy cái người đó có thể là phóng dật, có thể là sân, có thể là tham, có thể là phạm những cái nghiệp về thân về cộng. Và cái uống rượu thì nó có thể là nhân tạo ra cả 10 ác nghiệp. 10 ác nghiệp phát sinh với, có thể là nhân tạo ra cả 10 ác nghiệp với cái nghiệp uống rượu này. Nhưng cái uống rượu này nó là cái nghiệp không có cố định. Nó không cố định, nó không có cố định là nằm ở thân, ở khẩu hay ở ý. Mà cái này nó còn tùy theo cái sự nó phát sinh. Nó phát sinh ra cái nghiệp bất thiện gì sau khi uống rượu. Nếu mà là phạm giới thì nó khác, còn nếu mà đây là nghiệp, nói về nghiệp thì nó khác. Cái một người mà giữ giới không uống rượu thì khi mà mình có một cái giọt rượu nếm ở trong lưỡi, nó rơi xuống đến cổ hay là phạm giới uống rượu rồi. Còn nếu mà cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác thì nó lại khác. Vì giới thì mình có thể chế định ra giới. Giới thì nó có, một người có thể chế định ra giới. Còn nghiệp ở đây nó là chân lý, nó có thể là nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nhưng bây giờ một cái người ta có bệnh, người ta cần uống rượu để chữa bệnh, thì cái rượu ấy người ta pha với thuốc, thì khi uống người ta không có say, người ta cũng không có tạo nghiệp gì, người ta không có phạm một cái nghiệp bất thiện nào cả. Hoặc là có người ta đổ rượu vào trong thức ăn, nấu một cái nồi canh thì người ta đổ vào một bát rượu, đến khi ăn xong có say không? Không có say, không có phạm nghiệp gì cả. Thì cái uống rượu này nó chỉ là một cái nguyên nhân có thể dẫn đến những cái nghiệp về thân khẩu ý. Đấy. Nếu mà mình có cái người ta uống ít một tí chút, người ta pha với nước đã rồi thì không còn cái tác dụng mà khiến cho bị say nữa. Nếu bây giờ một cái bát nước to thế này, người ta nhỏ một giọt rượu thôi, người ta uống mà nó có say được không? Không có say được, thì nó không có đủ sức để tạo ra một cái nghiệp gì cả. Vậy thì cái nghiệp uống rượu nó không có đâu, nó không có nằm ở trong ba cái nghiệp thân khẩu ý, mà chỉ sau khi uống rượu. Nếu như cái người đó mất tự chủ, mất cái trí tuệ kiểm chế cái tâm của mình thì lúc đấy mới phạm. Còn nếu mà uống ít, nó không có tác động gì đến cái tâm thì không có sao hết. Còn 10 ác nghiệp phát sinh với bao nhiêu tâm. Tâm nó sinh ác nghiệp hay ác nghiệp nó sinh ra tâm? Tâm sinh ác nghiệp hay ác nghiệp sinh tâm? Tâm sinh ác nghiệp à? Vậy thì tâm sinh ác nghiệp. Vậy đây là nghiệp ác thì nó phải đi với tâm gì? Tâm ác này. Vậy thì 10 cái ác nghiệp này thì nó đi với bao nhiêu tâm? Có bao nhiêu tâm ác? Tâm tham có mấy tâm? 8 tâm tham. Tâm sân có mấy tâm? 2 tâm sân. Tâm si có mấy tâm? 2 tâm si. Cộng lại là có bao nhiêu tâm? 12 tâm. Vậy 10 ác nghiệp này nó đi với 12 tâm. 10 ác nghiệp sẽ đi với 12 tâm. Mười ác nghiệp này nó nương vào đâu để nó sinh khởi? Thân và tâm để sinh khởi thôi. 10 ác nghiệp này nó sẽ nương vào thân thì nó sinh ra ác nghiệp gì? Thì nó sinh ra 3 ác nghiệp cả. Phát sinh trộm cắp tà dâm, nó nương vào khẩu. Khẩu thì nó thuộc về thân hay tâm? Nương vào 3 nghiệp thân khẩu ý. 10 ác nghiệp nương vào 3 môn thân khẩu ý để nó sinh khởi. Nó có thể nương vào thân, có thể nương vào lời nói, nó có thể nương vào cái ý nghĩ để sinh khởi.
Vậy khi mà tạo ác nghiệp ấy, thì thân khẩu ý thì cái nào mà nó tạo được cái ác nghiệp mạnh nhất? Ý có giết được người không? Khi mà cái ý của mình muốn giết người, người có chết không? Cái ý có đi ăn trộm được không? Bây giờ mình khởi lên cái ý là ta muốn lấy cái vật của cái người kia, thì cái vật đấy nó có bay về chỗ mình không? Nhưng mà cái thân thì có làm được việc đấy không? Thân làm được à? Khẩu mình có làm được không? Khẩu mình có giết được người không? Ví dụ ông vua ông có cần ra tay không? Nhưng mà ông chỉ ai người đó phải chết phải không? Khẩu cũng giết được người à? Ý cũng giết. Ý đã có ai mà dùng ý để giết được con gì chưa? Mình đã dùng ý của mình để mình thấy con muỗi nó cắn mình dùng ý để mình giết được nó chưa? Vậy thì thân mạnh, khẩu mạnh hay ý mạnh? Cái này ngày xưa là Đức Phật đã từng phải đi tranh luận với lại một cái vị thái tử là đệ tử của một cái vị ngoại đạo Nigatha, cái phái ngoại đạo Nigatha, thì người ta quan niệm rằng là thân nghiệp là cái nghiệp ác nhất, cái thân nghiệp là mạnh nhất. Cái ngoại đạo đấy, họ cái ông giáo chủ đấy, ông ấy là bây giờ chỉ có thân nghiệp mới tạo ra được cái nghiệp mạnh. Nhưng bây giờ cái thân nghiệp nó có thể giết người, có thể trộm cắp, có thể tà dâm được. Thân nghiệp nó có thể làm được nhiều cái ác nghiệp. Còn khẩu nghiệp thì mình có thể mắng chửi người khác nhưng người ta không có chết. Người ta có thể sai, mình có thể sai người ta đi lấy trộm, nhưng mà có thể cái sự sai người ta đi lấy trộm nó cũng không thành công. Ý nghiệp thì mình muốn giết người ta cũng chả giết được, mình muốn lấy trộm mà chưa chắc là lấy trộm được. Vậy thì ông ấy kết luận rằng là thân nghiệp là cái nghiệp quan trọng nhất. Làm thiện nghiệp cũng là thân nghiệp, sẽ làm được thiện nghiệp nhất, mà làm ác nghiệp cũng thân nghiệp là cái nghiệp quan trọng nhất. Thế thì lúc đấy ông mới sai một cái đệ tử đi tranh luận với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng là ý nghiệp là quan trọng nhất, ý nghiệp là quan trọng nhất. Thì lúc đấy thì Đức Phật mới hỏi cái vị kia này, nếu bây giờ mà một cái người mà dẫm đạp lên chúng sinh thì khi chết người đó sinh về đâu? Như bây giờ mình dẫm đạp mình chết rất là nhiều con côn trùng dưới đất ấy, thì nếu như mình mà vô ý, phải không? Mình vô ý thì nó không có tội gì cả. Bây giờ mình vô ý thì cái thân của mình nó có thể đạp chết những con vật, nó có thể là đạp, mình đang đi đường mình có thể đạp chết cả những con vật to, mình có thể chẳng may mà mình đi xe mình có thể tông vào người khác, người ta chết, mình có phạm tội giết người không? Không, mình không cố ý mình nó vẫn không có tội. Còn nếu như mình cố ý mình giết một con muỗi thôi nó cũng có tội. Vậy thì bắt đầu là có cái ý nó sẽ quyết định, ý nó quyết định, chứ còn thân nó chỉ là cái thân xác, nó chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Và như là một người có thần thông thì người ta có thể làm những cái việc ác lớn. Người ta có thể dùng cái thần thông một lúc, người ta có thể giết hàng rất nhiều người. Ví dụ như chư thiên, người ta sân hận nên người ta sẽ làm được, người ta có thể làm được một cái cơn động đất chết nhiều người. Mình người ta có thể làm những cơn sóng thần, người ta có thể làm những bão tố. Thế đó thì người ta do cái ý nghiệp người ta có thể tạo, dùng cái tâm, cái thần thông là do tâm người ta tạo nên được. Nên là lúc đấy Đức Phật cũng hỏi cái vị đấy là có những cái thành phố mà bây giờ nó biến thành những cái ngôi rừng. Và ở Ấn Độ ngày xưa có những cái thành phố biến thành ngôi rừng, và có cái tích chuyện là có như cái vị ẩn sĩ tu ở trong một cái thành phố ấy, và bị cái dân chúng hay là vua và dân chúng ở đấy người ta đối xử tệ bạc, người ta hành hạ cái vị ẩn sĩ. Tức là một cái vị ẩn sĩ tu mà đắc được thắng trí, năm cái năng lực thần thông, thì các hàng chư thiên rất là cung kính cúng dường cái vị ẩn sĩ này.
Thì có những cái vị vua và những cái người dân chúng ở cái thành nào đấy đã đối xử tệ bạc, có thể là mắng chửi, có thể là làm nhục, mạ nhục cái vị đấy, hoặc đánh đập cái vị đấy. Thì chư thiên người ta nổi giận đi, người ta có thể dâng nước biển lên nhấn chìm cả cái thành phố đấy, hoặc người ta làm những cơn mưa nửa làm cho cả cái thành, cả một cái quốc độ có thể chết hết. Đó là do cái ý nghiệp người ta có thể làm lên, cái tâm sân tâm nó sẽ tạo ra cái ác nghiệp lớn hơn là thân. Thân nếu mà mình tạo ác nghiệp thì nó cũng chỉ có giới hạn, nhưng một khi mà cái tâm mà những cái chúng sinh mà có cái năng lực mạnh, người ta sẽ làm được những cái ác nghiệp rất là lớn. Thì cái ý nghiệp lúc nào cũng là một cái có thể tạo được những nghiệp rất là lớn. 10 ác nghiệp nhân với 3 thời kỳ tác ý. Khi mà làm một cái việc ác gì thì mình phải có cái tác ý trước khi làm, trong khi làm và sau khi đã làm. Tức là trước khi mình làm mình đã có cái ý nghĩ rồi, Ví dụ bây giờ mình muốn đi săn bắn, mình nghĩ trước, mình nghĩ là hôm nay ta sẽ đi, nay ta sẽ sắp đến Tết rồi, ta sẽ giết một con lợn hay một con gà hay một con hươu gì đây để làm thịt. Thì lúc ấy mình khởi lên cái ý nghĩ đấy thì cái con ấy nó chết chưa? Nó chưa chết phải không? Thế thì cái lúc đấy mình đã có tội chưa? Cái lúc mà mình bảo sắp đến Tết rồi ta sẽ giết nó để làm thịt, thì nó chưa chết mình đã có tội chưa? Ai mà có em mà chưa? Nó chưa chết nhưng mà lúc đấy tâm mình đã tạo tội rồi ha. Tâm mình đã tạo tội rồi, nhưng mà thân mình đã tạo tội chưa? Chưa. Thế nên mình mới bảo là ngày mai đến đây giết con lợn với tôi ha. Lúc ấy con lợn nó chết chưa? Nó chưa chết phải không? Thì lúc đấy là mình đã tạo tội về thân chưa? Chưa. Đã tạo tội về khẩu chưa? Rồi. Tạo tội về ý chưa? Rồi. Vậy thì cái tội đấy, cái hành động ấy nó chưa thành tựu, nhưng mà cái tội của mình nó đã thành tựu được một phần rồi, thân, tâm rồi hoặc khẩu rồi, nhưng mà thân chưa thành tựu. Nhưng mà bắt đầu ngày mai bắt đầu đến và mình giết thì lúc đấy cả thân mình cũng sẽ thành tựu nữa. Và trong khi giết ấy, trong khi mình đang trực tiếp giết cái con vật đấy thì là mình có khởi lên cái ác tâm không? Mình có muốn không? Mày phải chết không? Hay là lúc đấy mình khởi lên mong rằng mày đừng chết, mong rằng mày được an vui, mong rằng mày sẽ được tự do, được thoải mái. Cái lúc đấy mình có khởi được cái tâm đấy không? Mà cái tâm mà mong rằng mày sẽ được an vui là tâm gì? Đấy là tâm gì? Đấy là tâm từ ha. Tâm từ. Cái lúc mình vừa giết nó mà mong cho mày được hóa thành một cái kiếp cao thượng, cái lúc đấy có phải tâm từ không? Mong cho mày được sinh thiên giới, mong cho mày được vãng sinh. Mình vừa giết nó, mình vừa vậy, vừa làm nhầm như vậy thì có phải tâm từ không? Nó vẫn là tâm ác ha. Nó vẫn là tâm ác. Nhưng lúc đấy mình không thể khởi tâm từ được. Trong cái lúc mình đang hành động, mình đang giết nó mà mình bảo mong mày được an vui. Có ai kẻ dao vào cổ mình mà mong cho mày được an vui, lúc ấy mình có cho người ta làm không? Ở đây cắt cổ mà mong cho người ta được an vui thì không bao giờ có. Thì cái lúc mình đang hành động giết đấy là cái lúc đấy nó phải có cái tâm ác nó khởi lên. Mình không thể khởi lên cái tâm thiện trong cái lúc mình đang giết bất cứ một cái con gì, dù một cái con vật nhỏ ni ti như con kiến hay là cái con sâu, con bọ hay là những cái con muỗi, con mòng gì hết, nó đều là phải có một cái tâm ác. Vậy lúc đấy nó sẽ thành tựu được cái ác nghiệp, cái ác nghiệp về thân, về khẩu hoặc là về ý. Đấy là trong cái lúc mình làm và sau khi mình làm rồi. Sau khi làm xong rồi thì mình có tạo thêm ác, thì cái ác nghiệp nó đã xong chưa? Hết chưa? Sau khi làm xong rồi, mỗi một lần mình nhớ lại, mình ngồi mình nhớ lại, ồ hôm qua mình cắt tiết cái con vật đấy, mình làm thịt nó. Và mỗi một lần mình khởi lên như thế, và mình cứ khen là ồ cái thịt con này ngon quá,
thì cái lúc đấy nó có tội không? Cái lúc mình nghĩ lại nó cũng có tội ha. Hay là đấy, mỗi khi là cái lúc mình ăn thịt nó, xong là mình nghĩ lại cái lúc mà hôm qua ta cắt tiết nó này, hôm nay cũng có thịt này để ăn này, mình có nghĩ lại như vậy không? Ôi con gà này béo quá, thịt quá, con lợn này lắm mỡ quá. Thì mỗi một lần mình nhìn thấy, mình lại nghĩ đến cái hành động của mình nữa, thì những cái lần mình nghĩ lại đấy thì bắt đầu mình lại tạo thêm một cái nghiệp mới nữa. Thì mỗi một lần mình nghĩ lại một cái nghiệp bất thiện mình đã làm thì là một lần mình lại tạo thêm một cái nghiệp mới. Tức là cái nghiệp nó có thể tăng trưởng lên, nếu như mình càng nghĩ về nó nhiều thì nó càng tăng trưởng nhiều. Càng nghĩ về nó nhiều, mình nghĩ về nó với một cái tâm thỏa mãn thích thú, nghĩ là ôi sang năm ta còn phải viết thêm nhiều nữa, ta phải nuôi thêm con khác để sang năm viết. Thì cái lúc đấy mình nghĩ vậy nó cũng tạo ra cái ác nghiệp rồi. Thì cái ác nghiệp nó có thể tạo trước khi mình làm, nó đã tạo ra cái ác nghiệp rồi. Cái ác nghiệp đấy nó tạo trong cái lúc mình đang làm, và cái ác nghiệp đấy nó sẽ tạo sau khi mình đã làm rồi, nó cũng tạo thêm ác nghiệp. Mình có thể tránh được cái nghiệp nào không? Có thể tránh được cái nghiệp, mình có thể làm cái việc gì mà mình không có nghĩ trước không? Làm được cái việc gì mình nghĩ trước không? Nó không có nhiều thì ít, nó phải có nghĩ trước. Mình có thể làm một cái việc gì xong rồi mà mình không nghĩ đến nữa không? Có thể có khi nào mình sát sinh, hay là mình đi ăn trộm của ai một cái gì đó về cái mình quên mất luôn không? Đi ăn trộm của người khác về chưa chắc đã quên được. Mình cho ai một cái gì thì mình có quên được, có nhanh quên không? Ai cho mình một cái gì thì mình có nhanh quên không? Mình cho thì mình nhanh quên, hay là mình được người khác cho thì mình nhanh quên? Thế bây giờ mình tạo một cái nghiệp sát sinh, trộm cắp, đã dâm, nói dối, uống rượu cũng thế. Khi mà mình đã làm xong một cái nghiệp rồi, mình thường hay nhớ lại. Nếu như mình trong cái lúc nhớ lại mình còn thỏa mãn, mình còn thấy thích thú, thì cái lúc đấy là ác nghiệp nó lại tăng thêm, nó lại thêm một cái nghiệp mới nữa. Sau khi làm rồi, cái nghiệp ác nó vẫn có thể thêm vào các ác nghiệp mới. Có 4 hạng người phạm 10 ác nghiệp. 4 hạng người. Mình là thuộc về hạng nào trong 4 hạng người này? Tự mình tạo 10 ác nghiệp. Mình đã tự tạo 10 ác nghiệp chưa? Sai người khác tạo ác nghiệp, sai người khác tạo 10 ác nghiệp. Tán dương người tạo ác nghiệp và sinh tâm hoan hỷ khi thấy người tạo ác nghiệp. 4 hạng người nhân với 10 ác nghiệp bằng 40 ác nghiệp. Mình có ở trong mấy hạng người? Mình có ở cả người thứ nhất, có không? Có ha. Có khi nào sai người khác đi sát sinh, trộm cắp không? Nói dối không? Có bao giờ mình khen ngợi khi người khác làm cái việc bất thiện không? Có khi nào khen người khác sát sinh không? Giỏi không? Trộm cắp giỏi không? Có khi nào mình sinh tâm hoan hỷ không? Khi thấy người tạo ác không? Thì cả 4 hạng người này đều phạm ác nghiệp, đều phạm nghiệp ác. Bây giờ mình xem ở trong phim, mình thấy người ta đánh nhau mình có thích không? Tại sao bây giờ những cái phim mà mình thích xem nhất là thích xem cái phim gì? Thích xem phim gì nhất? Có thích xem phim đánh nhau không? Phim đánh nhau là khi thấy người ta đánh nhau chém giết nhau thì mình thích thú phải không? Đấy là có phải là hoan hỉ khi thấy người tạo ác không? Vậy bây giờ xem những cái phim tình cảm ấy, mình có thích không? Tại sao thích? Đấy là khi mà thấy người ta khởi lên tâm tham, người ta tham, tình cảm là một loại tâm tham mà, yêu đương ấy, mình có thích không? Mình cũng thấy thích thú ở trong đấy, thì lúc đấy mình có tạo ác nghiệp không?
Thế bây giờ, thường 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 ngày thích xem phim tâm lý hay là thích xem phim hành động đánh nhau? Luận thích xem phim gì? Hai phim đấy thích xem, thích chọn phim gì để xem? Bây giờ muốn biết mình tánh gì thì bây giờ mình xem mình thích, mình là cái người thích xem phim gì thì biết là mình thuộc vào cái tánh đây. Tánh tham thì thích xem phim tình cảm, tánh sân thì thích xem phim đánh nhau. Thì bây giờ mình phải biết mình tánh gì thì mình mới có thể đối trị được với tánh đấy chứ. Mình có tánh tham thì giờ phải quán về cái xác chết, quán về cái sự chết, nó diệt trừ cái tâm tham. Còn nếu mà là cái người mình mà thích xem phim đánh nhau là mình thuộc về tánh sân. Tánh sân thì phải niệm về thiền tâm từ. Ngày mai còn cho đề mục thiền cho nó phù hợp với căn tánh. Ai có thì bây giờ mình sẽ kiểm tra mình thì mình biết là mình thuộc vào tánh gì để mình hành thiền cho nó đúng pháp. Thì như vậy thì có cái phim nào mà nó không có chuyện tình cảm ở trong phim đấy không? Phim mà nó không có phim nào mà nó không có sự mâu thuẫn đánh nhau ở trong đấy không? Nếu mà người ta sản xuất ra một cái phim mà không có chuyện tình cảm, không có cái sự xung đột đánh nhau thì cái hãng phim ấy nó có bị phá sản không? Không có ra xem nữa hả? Vậy mình mà xem mà mình hoan hỉ với đấy, những cái tham và hoan hỉ với cái thân đấy thì có tạo ác nghiệp không? Có tạo ác nghiệp không? Mấy ngày ở nhà có xem phim không? Người nhà có xem phim không? Không, không là thấy không có tội ha, không có ác nghiệp gì, không tạo ác nghiệp gì ha, tốt. Tự mình tạo ác nghiệp thì nó có thể là có, thì thân mình có tạo không? Có thể là có ở thân cả khẩu cả ý nhá. Sai người khác tạo ác nghiệp nó thuộc về cái gì? Cậu tán dương người khác cũng tạo ác nghiệp nó thuộc về cái gì? Thì nó thuộc về cái nghiệp ở đâu? Tán dương người khác ấy, khi mà mình thấy người khác phạm ác nghiệp mình bảo giỏi quá, đánh nhau giỏi quá, đánh gục được rất nhiều đối thủ, thì nó thuộc về khẩu phải không? Nhưng mà bây giờ có người câm ấy, người ta có tán dương được không? Thì người ta tán dương bằng cái gì? Cử chỉ đấy thì nó thuộc về cái nghiệp gì? Thân ha. Nhưng mà có người ta ở xa, người ta không thể ấy được, người ta không thể vẫy tay được, thì người ta viết một lá thư chúc mừng gửi sang thì nó thuộc về cái gì? Thì nó thuộc về cái nghiệp dược của gì? Thì đấy nó vẫn thuộc về cái về khẩu. Đó là một cái loại ngôn ngữ. Ví dụ mình vẫy tay thì nó thuộc về gì? Nó cũng thuộc ngôn ngữ của thân, nó cũng là ngôn ngữ chứ nó không phải là thân nghiệp, mà nó là khẩu nghiệp. Và khi mình viết viết thư thì nó cũng là một loại ngôn ngữ, thân mình không có nói ra nhưng mà nó thuộc về một loại ngôn ngữ, nó cũng về khẩu nghiệp. Còn khi mà sinh tâm hoan hỉ khi thấy người tạo ác thì nó thuộc về cái gì? Ý nghiệp. Thế là có bốn hạng người như thế. Thì hàng ngày mình tạo cái nghiệp gì nhiều nhất? Thân nghiệp tạo nhiều hay là khẩu hay ý? Ý nghiệp phạm nhiều nhất phải không? Ý nghiệp và cái gì nó dễ phạm nhất? Cũng là ý nghiệp dễ phạm nhất phải không? Mình sẽ thấy là ở đâu, đụng vào đâu cũng thấy phạm tội, đâu cũng thấy phạm tội. Tâm của mình nó hướng đi đâu nó thấy tội. Mình nhắm nó thấy tội. Nhiều quá. Bây giờ đến quả của cái thân hành ác. Thân hành ác nó có quả báo là gì? Như là sát sinh. Nhưng mà tội nặng của sát sinh thì phải vào bốn đường ác này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ở trên còn thiếu một cái Atula nữa. Sinh còn thiếu một cái nữa. Atula.
Nếu mà nhẹ sinh làm người chết sớm, sát sinh mình là tội nặng lắm thì mình đọa vào cái cõi khổ, nhưng mà mình thỉnh thoảng mới sát sinh một tí thôi, thỉnh thoảng đến sát sinh để làm một bữa ăn thôi, không phải ngày nào cũng có, lâu lâu mới được bữa, lâu lâu mình giết con thì cái người này sinh làm người chết sớm, tội sát sinh, trộm cắp cũng thế. Khi mình trộm cắp thì nó cũng, nếu mà tội nặng nó sinh vào bốn cái cõi khổ, và nếu mà tội nhẹ thì sinh làm người nhưng nghèo khổ, cái tài sản của người khác làm cho người ta bị nghèo thì bây giờ mình có làm người mình cũng nghèo khổ. Tà dâm, nếu mà tội nặng thì sẽ sinh vào bốn cái cõi ác đạo này. Còn nếu mà là tội nhẹ của tà dâm thì sinh làm người và chịu nhiều oan trái, cái người phạm cái tội tà dâm. Nói dối, thì nếu mà phạm tội nặng cũng bốn cái cõi khổ này. Còn nếu mà tội nhẹ của nói dối là sinh làm người bị oan ức. Oan ức tức là mình nói những cái điều không thật, mình lừa dối người khác. Thế thì bây giờ mình cũng sẽ bị người ta nói những cái điều không thật về mình. Mình không có xấu mà người ta nói xấu mình. Mình không có ăn trộm mà người ta vu oan cho mình ăn trộm. Người ta bắt mình đi tù, bị tù oan. Mình bị mang tiếng oan, mang cái tiếng oan ở đời. Có ai bị oan chưa? Là không ai nói dối, không ai bị oan. Nói chia rẽ, nếu mà tội ác của chia rẽ thì sinh vào bốn cái ác đạo này. Tội nặng thì sinh vào địa ngục, quỷ súc sinh ra tu đen. Còn nếu mà tội nhẹ thì sinh làm người cô đơn. Chia rẽ là mình làm cho người ta đang thân thiết nhau mà người ta sẽ ghét nhau. Thì bây giờ mình sinh ra không ai chơi với mình nữa, không ai chơi với mình thì mình phải sống cô đơn thôi. Sống cô đơn với độc cư có giống nhau không? Độc cư với cô đơn thì có giống nhau không? Người cô đơn có sống độc cư không? Người cô đơn có sống một mình không? Có thể là mình sống xung quanh mình có rất nhiều người mà không, nhưng mà người ta ghét mình, không ai chơi với mình, không ai nói chuyện với mình, không ai đùa giỡn với mình, không có ai tâm sự với mình, không có ai chia sẻ chuyện vui chuyện buồn với mình. Mình có chuyện vui chuyện buồn không biết tâm sự với ai, có phải không? Thì đấy là cô đơn. Thế còn cái người mà sống ở trong chùa chẳng có ai, mỗi một thân một mình, cũng không có ai chơi với mình, cũng không có ai tâm sự với mình, thì cái người đó có cô đơn không? Người sống độc cư đó, người đấy không có cô đơn, tâm nó không buồn, tâm nó không buồn. Còn cái người mà sống giữa mọi người mà không ai chơi với mình thì cái người đấy có vui không? Người đó buồn. Thì cái cô đơn nó khác, còn độc thân à, còn cái sống mà độc cư khác. Cái người đi tu thì sống cô đơn hay sống độc cư? Đi tu là sống độc cư. Độc cư có cô đơn không? Độc cư nhưng không cô đơn. Người cô đơn chưa chắc đã độc cư. Còn có người thì vừa độc cư vừa cô đơn. Có người thì vừa không độc cư vừa không cô đơn. Nói thô tục mà tội nặng thì sinh vào bốn cõi khổ. Tội nhẹ sinh làm người bị chửi mắng. Chửi mắng đây là cái quả nói thô tục, mình hay mắng chửi người ấy. Bây giờ cái đứa trẻ nó mới sinh ra,
nó cứ hay bị người lớn mắng chửi, nó nghịch, nó hay bị mắng, cái tính nó có những đứa nó chẳng nghịch cũng bị mắng. Mình có hay bị mắng chửi không? Hay bị mắng chửi không? Khi mình còn bé thì mình hay bị người lớn mắng chửi phải không? Khi mình lớn rồi thì mình mắng chửi ai? Khi mình lớn rồi còn ai dám mắng chửi mình nữa không? Khi nào bị mắng chửi thì biết đây là mình trước mình hay nói thô tục, bây giờ bị mắng chửi hả? Mắng có mắng lại không? Nói vô ích thì tội nặng thì cũng sinh vào các cái cõi khổ. Còn nếu mà tội nhẹ thì sinh làm người bị chống đối, không ai tin tưởng. Bị chống đối, tức là mình nói ra cái điều gì cũng bị người ta phản bác. Mình nói ra một cái điều chính đáng người ta cũng phản bác, người ta không tin. Mình đưa ra một cái ý kiến gì hay người ta cũng không có chấp nhận, và luôn luôn bị chống đối. Đấy là do cái kết quả của cái mình hay nói nhảm nhí, hay nói những cái điều vô ích, nó đã gây cái tác hại cho mọi người rồi. Đấy, thì bây giờ mình, những cái điều mình nói ra không ai tin, thì có thể là những cái điều đấy là những cái điều nhảm nhí, có thể những cái điều đấy là những cái sự thật, cũng không ai tin nữa, vì cái kết quả của cái việc hay nói lời nhảm nhí, chống đối. Còn nếu cái người uống rượu thì uống rượu thì nó cũng sinh về những cõi khổ. Còn nếu mà sinh lại làm người thì làm người điên loạn mất trí. Tôi uống rượu đây là cái quả này nó sẽ của 10 ác nghiệp này. Tâm sự chetana, chetana là cái tâm tạo nghiệp này. Cái tâm chetana là cái tâm mình cố ý làm một cái việc gì đó. Chetana là một cái hành động có cái sự cố ý. Vì cái tâm mà nó cố ý làm cái gì đó, nó là cái tâm sở chetana này. Tức là mình có rất là nhiều các cái loại tâm sở khác nhau, nhưng mà cái tâm chetana nó luôn luôn đi kèm với tất cả các cái tâm. Thì khi nào mình cố ý làm thiện thì nó sẽ là nghiệp thiện, khi nào mình cố ý làm một cái nghiệp ác thì lúc đấy nó sẽ làm cái nghiệp bất thiện. Bởi vì tâm sở chetana nó đồng sinh với 12 cái tâm ác mà nó sinh ra các cái quả. Nó đi với tâm ác thì nó sẽ sinh ra cái quả bất thiện, cái quả ác vô nhân tâm. Khi mà mình làm cái việc bất thiện, nó sẽ sinh ra cái quả, nó là nhãn thức. Nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức. Nhãn thức quả bất thiện thì nó thể hiện làm sao? Nhãn thức quả bất thiện ấy. Ví dụ như là bây giờ là nhãn thức là mắt phải không? Mắt mình mà thọ một cái quả bất thiện, đó là mình sẽ phải nhìn thấy một cái cảnh xấu. Thế vậy thì có nghĩa là nhãn thức quả bất thiện, tức là mắt thấy cái cảnh không hài lòng. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người nào đó mà mình không hài lòng thì mình sẽ làm sao? Khởi lên cái tâm gì? Tâm buồn, tâm khó chịu. Thì cái tâm của mình sẽ khởi lên cái tâm khó chịu. Những cái người nào mà mình không ưa mà luôn luôn phải nhìn thấy cái người đấy thì cái tâm nó luôn luôn khó chịu, thì đấy nó là nhãn thức thọ quả bất thiện. Hay bây giờ mình nhìn xung quanh mình cái gì nó cũng khó chịu. Mình nhìn cái ngôi nhà mình bảo ôi ta không hài lòng với ngôi nhà này, thì mình nhìn người mình cũng không có ưa, rồi mình nhìn mọi người xung quanh mình cũng không ưa, mình nhìn hoàn cảnh mình, cái cảnh vật bên ngoài mình cũng không ưa, thì là cái người đấy là đang thọ một cái quả bất thiện về nhãn thức. Thì người ta nhìn đâu cũng thấy khó chịu, nhìn đâu cũng cái cảnh này nó khó chịu, nhìn cái cảnh kia khó chịu. Còn nhĩ thức thọ quả bất thiện, nó là tai luôn luôn nghe những cái âm thanh không hài lòng, tai nghe những âm thanh dở. Mình
luôn luôn nghe thấy những cái âm thanh khó chịu, âm thanh khó chịu. Mình đang ngồi nghe pháp đây mà con chó nó sủa mình khó chịu không? Thì cái lúc đấy là gì? Là nhĩ thức mình đang thọ cái quả bất thiện. Nay mà con chó nó sủa nhiều là do cái quả bất thiện của mình nó trổ nhiều, nó mới sủa nhiều vậy. Luôn luôn phải nghe những âm thanh bất khó chịu. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền, cái người nào hành thiền mà lại sống ở những cái nơi ồn ào không hành thiền được, thì cái người đấy là bị cái quả bất thiện nó trổ, nhĩ thức thọ quả bất thiện. Mình được ngồi ở nơi yên tĩnh đấy là mình đang được thọ cái quả thiện. Nghe những âm thanh không hài lòng, ví dụ người ta mắng mình có thích, có hài lòng không? Người ta chê mình có hài lòng không? Người ta chỉ trích mình có hài lòng không? Đấy nó cũng là cái quả bất thiện nó trổ. Quả bất thiện nó trổ sẽ được nghe những cái âm thanh không hài lòng. Tị thức thọ quả bất thiện, tức là mình ngửi những cái mùi thối, mùi hôi. Mình đi đường mình đạp vào một đống phân, về cái dép đưa vào trong nhà nó hôi mà. Đấy là tị thức quả bất thiện, luôn ngửi thấy những cái mùi hôi. Tị thức quả bất thiện là mình ăn những cái thức ăn mà mình không muốn ăn, những cái mà mình ăn thì không được ăn. Nhưng vào chùa phải ăn chay có khó chịu không? Khó chịu là thiệt thức thọ quả bất thiện ha. Thân thức thọ quả bất thiện là khi mà mình xúc chạm những cái mà mình không ưa, ví dụ mình bị người khác đánh, hay là mình bị đau bệnh, mình bị muỗi nó chích, mình bị có côn trùng nó cắn, thì đấy là thân thức thọ quả bất thiện. Tiếp nhận, cái tâm tiếp nhận quả bất thiện, đó là mình luôn luôn phải tiếp nhận những cái điều mà mình không ưa, mình không ưa, không thích, mà cái tâm của mình nó luôn luôn phải tiếp nhận những cái cảnh này. Cái ý của mình, cái ý nó luôn luôn phải tiếp nhận những cái mà mình không ưa, không thích, mà mình vẫn không thể nào tránh được, luôn luôn phải tiếp nhận. Thế rồi bây giờ những cái âm thanh mình không muốn nghe, nhưng mà nó cứ dội vào tai mình, thì cái tâm của mình nó vẫn phải chịu đựng, tôi vẫn phải tiếp nhận. Ví dụ bây giờ trời rất là lạnh, mình đi ra ngoài nó rất là lạnh, đấy có phải là mình đang tiếp nhận một cái nỗi khổ không? Mình đang tiếp nhận nỗi khổ đấy về thân suy xét quả bất thiện, tức là mình cái tâm luôn luôn phải suy xét về những cái quả, về những cái điều không mình không hài lòng, không thích. Mình cứ phải mình những cái chuyện mà không hay, không vui, thỉnh thoảng có những cái chuyện mình phải lo lắng, phải suy nghĩ, thì những cái chuyện lo lắng và suy nghĩ về nó làm cho cái tâm của mình ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nằm mà không ngủ được vì mình cứ phải lo lắng. Có người nào bị mất ngủ không? Cái người nào bị mất ngủ nhiều là do cái tâm này nó trổ này, tâm thứ bảy này, suy xét quả bất thiện, mình ngủ không có được, ngủ không ngon vì tâm nó cứ nghĩ ngợi lo lắng chuyện ngày mai, lo lắng chuyện quá khứ qua rồi, lo lắng chuyện tương lai chưa đến. Đấy, lo lắng là không biết tương lai thế nào, không biết sự nghiệp ra làm sao, mình cứ phải lo lắng như vậy. Mình không biết là ta có cái người mà người ta đang làm một cái công việc gì đấy tốt ấy, thì người ta lo lắng sợ mất việc này, lo lắng. Hay là cái người nào mà không có tài sản thì lo lắng làm sao phải kiếm ra được tài sản, cái người có tài sản thì lo lắng làm sao giữ được, nó đi vắng thì lo lắng sợ trộm và nó lấy. Nó có cái lo lắng, cái suy xét đấy là mình đang suy xét cái quả bất thiện trổ, làm cho mình suy xét. Thế bây giờ một người mà không có cái gì để lo lắng à, có không? Không có gì để được, không có gì để mất được. Bây giờ mình có cái gì nó làm cho mình lo lắng, mình bỏ hết nó đi. Ví dụ bây giờ mà vì cái nghề nghiệp nó làm cho mình lo lắng, mình bỏ nghề nghiệp đi. Nhà cửa nó làm cho mình lo lắng, bỏ nhà cửa đi. Vợ chồng con cái làm cho mình lo lắng, bỏ hết đi. Bỏ hết đi là bỏ, đấy là mình đang bỏ cái lo lắng phải không? Bỏ lo lắng. Bỏ lo lắng đi tu, hết suy xét quả bất thiện luôn. Chưa theo dõi hết đi tu vẫn phải suy xét à. Nên tu làm sao không có không thành chánh quả, mang nợ của tín thí cũng phải suy xét này.
thì đến bậc A La Hán rồi mới hết, hết không phải suy xét nữa. Suy xét quả bất thiện, đấy là bảy cái quả bất thiện nó sẽ trổ, do như khi mà mình làm cái nghiệp bất thiện nó sẽ trổ cái quả bất thiện này. Khi mà đấy là ngay trong cái hiện tại này, bởi vì khi mà mình làm một cái nghiệp bất thiện nó có thể trổ ở ngay hiện tại, nó có thể trổ ở một cái kiếp kế tiếp, và nó có thể trổ ở từ kiếp thứ ba trổ về sau. Nó có bảy cái tốc hành tâm mà, cái tốc hành tâm thứ nhất thì nó trổ ở kiếp hiện tại, tốc hành tâm thứ bảy thì nó trổ ở kiếp thứ hai, còn tốc hành tâm từ thứ hai đến thứ sáu nó sẽ trổ kiếp thứ ba trở về sau. Thì trong một cái kiếp sau là 12 ác tâm này thì có 11 tâm có năng lực đi tái sinh, trừ cái tâm phóng dật. Cái tâm phóng dật nó là si phóng dật thì nó không có năng lực đi tái sinh, vì cái tâm nó rất là yếu. Tâm nó cứ nghĩ chuyện này tí, nghĩ chuyện kia một tí, có nghĩa là cái tâm của mình nó năng sang ấy. Nó là tâm phóng dật. Cái tâm năng sang nó cứ nó đang nghĩ chuyện này nó lại quên, nó lại nghĩ sang chuyện khác. Nghĩ chuyện khác được một tí thẹo nó lại quên, nó lại nghĩ sang chuyện khác nữa. Thì đấy nó là cái tâm tâm năng sang phóng dật. Cái tâm đấy nó không có tạo thành cái nghiệp đi tái sinh được. Mà còn lại 11 cái tâm kia, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si, còn lại sẽ có năng lực đi tái sinh. Mình có thể đi tái sinh với 11 tâm bất thiện. Cái một chúng sinh mà đọa vào các cái cõi khổ là đọa vào là cái tâm thọ giả quả bất thiện của 11 cái tâm bất thiện này. Nếu là suy xét thọ giả của tâm tham thì tái sinh làm ngã quỷ hoặc Atuna. Cái tâm tham, mình tham có nghĩa là mình dính mắc, tham ái dính mắc. Tâm tham ái dính mắc này thì tái sinh làm ngã quỷ. Thì mình tham ái với cái gì thì mình sinh làm cái ngã quỷ ở cái chỗ đấy. Mình tham ái với thân thì mình sinh làm ngã quỷ, mình sống ở cái xác thân để đi coi giữ xác thân. Mình tham ái với nhà cửa, mình sinh làm ngã quỷ, mình sống ở nhà để trông coi nhà cửa. Mình tham ái với tài sản, mình sẽ tái sinh làm, mình trông coi tài sản. Mình tham ái với người thân thì mình sinh làm ngã quỷ, mình đi theo cái người thân đó. Mình đến là tham, nếu là tâm sân thì tái sinh vào địa ngục. Nhưng cái người chết với tâm sân thì tái sinh vào địa ngục, còn chết với tâm si thì tái sinh làm súc sinh. Ở cái tâm tham thì nó luôn luôn là khao khát. Tham có nghĩa là khao khát, phải không? Mà cái ngã quỷ thì nó luôn luôn sống với cái tâm khao khát. Khao khát đói khát, đói ăn khát uống, không được thỏa mãn. Thì nó tương ứng với cái tâm như vậy thì nó trổ ra cái quả như vậy. Còn tâm sân có nghĩa là nóng này, tức khi vào địa ngục thì luôn luôn được lửa đốt nóng này. Lúc đấy mình có mơ về cái mùa đông giá lạnh như này không? Có cái địa ngục hàn băng ấy. Thì nó lạnh tái tê không khác. Còn lại địa ngục đa số là dùng lửa bị thiêu đốt vì lửa nóng. Tương ứng với cái tâm sân, sân là luôn luôn nóng này như vậy. Nó trổ cái quả là chịu cái sự thiêu đốt ở trong địa ngục. Còn tâm si, si ở đây nó có hai si mà, một si phóng dật hay là si hoài nghi. Thì cái si phóng dật nó không đi tái sinh được, nó chỉ còn lại cái si hoài nghi thôi. Si hoài nghi nó có thể dẫn đi tái sinh. Và đây là mình nghi cái gì? Ví dụ như là bây giờ nói rằng là bây giờ mình nghe giảng này, ôi nó có kiếp trước, có kiếp sau, nhưng mình có tin không? Có tin không? Có tin nhưng mà không tin lắm, phải không? Cái mà không tin lắm đấy có phải là nghi không? Đấy là nghi. Nên bây giờ nghe trong kinh Đức Phật nói rằng là có địa ngục, nhưng mình có tin là có địa ngục không? Đây có ai tin không? Có tin không? Tin thật không? Hơi nếu mà mình mà còn một chút hoài nghi, mà đến lúc chết mình cũng hoài nghi. Ví dụ đến lúc chết thì mình cũng nghi này, thì không biết mình bây giờ mình chết thì mình có sinh về kiếp sau không nhỉ? Bây giờ mình chết mình đi đâu nhỉ? Thì cái tâm hoài nghi vậy nó sẽ đi sinh làm súc sinh, tâm si hoài nghi. Bây giờ trong kinh Đức Phật lại là có chư thiên, mình có tin là có chư thiên không? Mình có thể tin mà có thể hoài nghi. Đấy, có thể tin có thể hoài nghi là vậy. Tin vào nghiệp thiện và nghiệp ác này này. Cái tin ở đây nói là tin vào cái chân lý, mà chân lý là nghiệp, quả của nghiệp này. Nếu mình hoài nghi với cái nghiệp thiện nghiệp ác này, hoặc là lúc ấy mình làm rất là nhiều nghiệp ác, nhưng mà
lúc chết thì mình cũng nghi mà không biết là mình làm bao nhiêu cái nghiệp ác đấy, bây giờ mình có phải đoạn vào cõi khổ hay không nhỉ? Nên mình cứ khởi lên cái tâm hoài nghi đấy là mình sẽ đi sinh làm súc sinh. Hoài nghi thì sau khi đã tái sinh, tâm suy xét thọ giả quả bất thiện làm phận sự. Cái tâm tục sinh, khi mà cái người đấy chết với cái tâm tục sinh thọ giả quả bất thiện này, tâm tục sinh thọ giả quả bất thiện, thì cái tâm tục sinh đấy nó cũng làm tâm hộ kiếp mà nó cũng làm tâm tử. Có nghĩa là cái người đấy sẽ sống với cái chúng sinh đấy, sẽ sống với cái tâm mà thọ giả quả bất thiện đấy hết cái kiếp đấy. Cái tâm ấy nó là tâm tục sinh và tâm ấy nó là tâm hộ kiếp. Khi mà cái ví dụ như cái con vật nó ngủ thì nó sẽ sống với cái tâm hộ kiếp, và khi chết nó chết với cái tâm tử, cái tâm tục sinh thọ giả quả bất thiện đấy. Và cùng với bảy tâm quả bất thiện, khi mà đã sinh vào một cái cõi khổ rồi thì luôn luôn chịu những cái quả bất thiện này. Cái tâm quả bất thiện này lúc đấy lại tiếp tục mắt thấy những cái cảnh không ưa, tai nghe những âm thanh không ưa, mũi ngửi những cái mùi hương không ưa, nếm những cái thức ăn không ưa, thân tức là chịu những cái nỗi đau khổ về bảy cái quả bất thiện này, nó lại trổ ở trong cái kiếp tái sinh về sau nữa. Bảy cái quả lúc đấy nó trổ quả. Thì ở các cái cõi khổ thì nó sẽ luôn luôn phải chịu những cái quả đấy, mắt luôn luôn thấy cái cảnh không vừa lòng, tai luôn luôn nghe thấy âm thanh không vừa lòng, mũi lưỡi thân ý luôn luôn phải suy xét những cái điều khổ đau. Như chúng sinh ở dưới địa ngục luôn luôn phải thọ những cái nỗi khổ này, từ ngạ quỷ và súc sinh Atuna đều phải thọ bảy cái nỗi khổ này. Tâm quả bất thiện nó trổ. Sắp đến Tết rồi, sắp đến Tết rồi, người vui không? Phấn khởi cái đón Tết rồi. Vui với Tết là vui với cái gì? Vui vì mình được một tuổi mới à? Hay là mất đi một tuổi? Vui là do mình được một tuổi hay là mình mất đi một tuổi? Mất đi một tuổi xuân, được thêm một tuổi già. Tết thì khó vào hành thiền ha, chùa hành thiền. Nó chỉ có đầu thai và bốn cõi khổ. Đầu thai làm người thì nó phải là thọ giả quả thiện. Một là nó đầu thai với tâm thiện, hai là nó đầu thai với cái tâm suy xét của thọ giả quả thiện. Cái tâm suy xét là tâm rất yếu, cái tâm ấy nó rất là yếu ớt, nó rất là ít tâm hành đi theo, cho nên là khi nó sinh ra nó luôn luôn là bị thiếu khuyết. Thì cái tâm đấy, các chúng sinh ở cõi khổ là toàn đi đầu thai với cái tâm suy xét thọ. Đấy là cái, những cái nghiệp mà khác nó trổ. Khi mà cái nghiệp mà đi đầu thai làm người là một nghiệp thiện, nó phải làm nghiệp thiện chứ không bao giờ là một nghiệp bất thiện mà đi đầu thai làm người được cả. Nhưng mà khi làm người rồi thì những nghiệp bất thiện nó vẫn trổ quả. Những cái nghiệp mình sát sinh ở kiếp trước ấy, bây giờ nó vẫn trổ quả ở kiếp người này.
Những cái nghiệp mình trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trước bây giờ mình sinh làm người, những cái nghiệp bất thiện nó vẫn trục. Nó vẫn trục quả. Có người nó vẫn trục những cái quả bất thiện đấy. Cho nên là có người nó vẫn có những cái điều mình không hài lòng, những cái nỗi khổ về thân và nỗi khổ về tâm, những cái điều bất hạnh, rủi ro đấy là do cái quả của cái nghiệp bất thiện nó trục. Và nó đôi khi nó trổ những cái nghiệp thiện thì mình được hưởng những cái phước, hưởng những cái phước được may mắn hạnh phúc ấy. Đấy là những cái phước của cái nghiệp thiện nó trổ. Sinh đã tái sinh làm người rồi thì nó có thể trổ một cái quả thiện, nó có thể trổ quả bất thiện. Nhưng mà cái lúc đi đầu thai thì nó là đi đầu thai với tâm thiện. Khi mình tái sinh làm một cái con vật cũng vậy, con súc sinh chẳng hạn, thì lúc đi đầu thai là đầu thai với tâm bất thiện. Nhưng mà khi nó làm cái thân súc sinh thì nó cũng có lúc nó trổ quả thiện, có lúc nó trổ quả bất thiện. Ví dụ những cái con vật đấy có lúc thì nó bị đau, bị đói, bị khát, bị rét, bị nóng ấy. Nhưng mà cũng có lúc nó được ăn ngon, cũng có lúc nó được cưng chiều, cũng có lúc nó được hưởng phước. Thì đấy là quả thiện nó cũng có thể trổ. Nó đi tái sinh luôn. Nếu mà trong giáo pháp nguyên thủy thì không có cái giai đoạn trung ấm, mà chết một cái là đi tái sinh ngay lập tức, tức là một cái tâm tử chấm dứt, một cái tâm tử là có một tâm tục sinh ngay kế tiếp luôn, chứ nó không có cái giai đoạn nào chờ đợi cái trung gian nào hết. Em có nghĩ là cái tâm, một cái tâm hữu phần rung động dứt dòng đến một cái tâm tử nó sinh lên, nó diệt đi một cái, thì cái tâm tục sinh đi kế tiếp theo sau cái tâm tử ngay lập tức. Vậy thì có nghĩa là cái người đó chết một cái, dứt khỏi cái mạng sống, dứt khỏi cái mạng căn ở cái kiếp này, thì là sẽ đi sẽ tái sinh về một cái kiếp sau trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn, một sát na, một cái tích tắc đấy. Nếu như cái người đấy mà tái sinh lại làm người thì đi đầu thai ngay cái lúc đấy làm người, hoặc là nếu mà đầu mà cái người đấy mà tái sinh làm chư thiên thì họ cũng tái đi tục sinh làm chư thiên ngay, hoặc là xuống địa ngục ngã quỷ súc sinh, thì là ngay cái lúc chết đây nè, đã chết rồi một cái là đi đầu thai về kiếp khác rồi, không còn ở kiếp đấy nữa. Cho nên rằng khi mà chết rồi bày ra những cái nghi lễ cầu siêu độ nọ kia, nó chỉ khi mà cái người đấy nó sinh làm ngã quỷ thôi, sinh làm ngã quỷ do cái tham ái dính mắc này, thì mới có thể nhận được cái kết quả, mới có thể hưởng được cái phước của cái người thân nào. Còn đã sinh về tất cả các cái cõi khác thì không còn, mình những cái người thân dù có làm việc gì cũng không có tác động đến người ta, không tác động, chết rồi nó không còn tác động nữa. Trừ khi người đó làm ngã quỷ thì người đó còn được hưởng cái phước. Nếu như mà cái việc bất thiện như là sát sinh mình đỡ làm rồi, xong rồi bây giờ mình làm xong mình nghĩ lại mình mà hối hận, thì cái tâm hối hận đấy nó cũng thuộc về nhóm tâm sân. Thì lúc đấy nó khi mỗi một khi mình khởi lên tâm hối hận, nó lại tạo thành một cái nghiệp ý về sân, một cái ý nghiệp về sân, và mình phải khởi lên một cái tâm đó là tàn quý hổ thẹn. Hổ thẹn là mình có cái tâm là ta đã làm một cái việc không tội lỗi, không xứng đáng, ta nguyện dứt bỏ cái việc này, sau này ta sẽ cố gắng không làm việc này nữa. Mình ngăn chặn như vậy thì nó mới là nghiệp thiện. Có cái tâm tàn quý ngăn chặn là mình, ta sẽ từ nay ta sẽ tránh cái việc này, ta không làm việc này nữa. Thế thì mình có cái tâm tàn quý rồi, mình tác ý là mình sẽ ngăn ngừa trong tương lai, thì mình sẽ ngăn ngừa được cái tâm đấy là tâm thiện. Còn nếu mà mình nghĩ đến mình cứ ăn năn, mình cứ tự trách mình ấy, mình mà ta thật là dã man, ta thật là khốn khiếp, ta đã làm một cái việc tội lỗi này, thì nếu mà mình mà khởi lên cái tâm như vậy là mình lại tạo thêm cái ác nghiệp về sân nữa. Hối hận là một cái tâm sâu,
mà tâm tàn quý, biết hổ thẹn và biết ngăn ngừa cái việc bất thiện đấy thì nó mới là tâm thiện. Hiểu được hai tâm đấy khác nhau không? Khác, tàn quý khác, còn cái tâm hối hận khác. Mà tâm hối hận là tâm bất thiện, tàm quý mới là tâm thiện. Nó rất là các cái tâm thiện và tâm bất thiện này, một cái người mà chưa hành qua thiền thiền tuệ rất là khó phân biệt. Ví dụ tâm từ với tâm tham ái nó dễ giống nhau, cái tâm hối hận với tâm tàm quý nó rất giống nhau. Khi mà mình làm rồi mình nhớ lại với một cái tâm tàm quý, mình khởi đến cái tâm tàm quý là ngăn ngừa. Ví dụ như một người sám hối, ví dụ như vua A Sở Thế mà đã giết cha rồi gặp Đức Phật xin sám hối, xin Thế Tôn ghi nhận cho con tội lỗi này là tội lỗi để con ngăn ngừa về sau. Hoặc là những cái vị nào mà đã có phạm những cái giới, ví dụ mình phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nó ngăn chặn cho mình không. Đúng rồi, nó không ngăn chặn, nó ngăn chặn cho mình không làm thêm nữa. Và khi mà mình có cái tâm đấy, ví dụ mình sám hối để mình không còn ăn năn về nó nữa, mình không còn nghĩ hối hận về nó nhiều nữa. Trạng hối là một trong những cái triển cái mình không nên nghĩ đến. Có nghĩa là những cái việc mình đã chót làm rồi thì bây giờ mình chỉ cần nhắc nhở mình, ngăn ngừa từ nay ta đừng làm nữa, rồi quên nó đi. Chứ đừng có hối hận, đừng có cắn rứt, đừng có buồn phiền về cái những cái điều đó đã làm được. Bhagavad Nabhatu Sahara.